xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu các bạn thân mến ngày hôm nay thì mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai cũng chính là tập cuối chúng ta cùng đón nghe chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nhà các bạn tập cuối Kiệt đi vào phòng thấy Ly ngồi trên giường nhìn ra ngoài bầu trời mà nước mắt lan dài cô bây giờ không biết phải thế nào rời sai anh cô không làm được còn ở bên anh Nhìn anh ôm ấp người con gái khác Cô lại chịu không nổi Em đủ chưa đấy Xuống ăn cơm đi Không ăn đâu Cô gà giọt nước mắt nói Ly Em thấy tôi chưa đủ mệt à Sao lại còn như thế Kỳ đang nóng giận Anh không kiểm soát được lời nói của mình Cô quay xa nhìn anh Là anh xưng tôi với cô à Tiểu Du thì lúc nào cũng anh anh em em Còn cô Ly không nói gì đi xuống giường Quay qua phòng trang phục lấy đồ bỏ vào vali nếu anh yêu tiểu du như vậy thì cô sẽ chúc phúc anh đã nóng giận thì bây giờ lại thấy cô gom quần áo bỏ vào vali anh càng lúc càng giận hơn anh đi lại cầm lấy cổ tay cô em dở cho tiểu thư đấy à muốn về trang ra lắm đúng không em quên mình là con dâu hàn giả vậy thì sao anh cần tôi à anh quan tâm đến tôi à em nói cái gì thế anh hứa với tôi thế nào anh hứa với ba mẹ tôi làm sao vậy mà bây giờ anh làm như thế này tôi là con người không phải đồ vật không có cảm xúc anh lo lắng cho cảm xúc của tiểu du nhưng chưa bao giờ anh lo lắng cho tôi cả em ích kỷ như thế à em không thấy tiểu du tội nghiệp à vừa ly hôn lại mất đi đứa con chưa kịp chào đời bây giờ mất đi người ba cô ấy thương nhất nếu là em em chịu nổi không lì rơi giọt nước mắt cho mắt anh cô là người ích kỷ hẹp hòi vậy ư kiệt thấy cô như vậy cơn nóng giận hạ xuống anh quá nặng lời với cô rồi hơn hết anh là người biết rõ ly là con người thế nào có sẵn lòng tha thứ Và xin tha cho kẻ hại mình Anh ôm cô trong lòng Anh xin lỗi là anh nóng giận quá Ly được yên tại chỗ Nước mắt cô không ngừng rơi xuống Chắc tại cô nên anh và Tiểu Du không đến được với nhau Nếu như cô không xuất hiện kết hôn với anh Thì chắc có lẽ giờ này Anh và Tiểu Du mặn nồng ân ái bên nhau Ly đẩy kiệt ra Cô không phải con nít mà anh nói xong thì lại xin lỗi Tổn thương cô xong thì lại hứa bù đắp Giọng cô nước nở Kiệt à Anh có cần em không Anh cần em Anh hôn nhẹ lên trán cô Em biết anh không yêu em Anh bên cạnh em chỉ vì thương hại em Thời gian qua đã đủ rồi Kiệt Em không cần anh thương hại nữa Kiệt nhìn chằm chằm gương mặt cô Thương hại á Anh là người biết thương hại người khác à Em không có Anh vịn vai cô nói Ly cười nhạt Không có ư ừ. Từ lúc kết hôn đến nay Anh có bao giờ nói yêu cô không Nhiều lúc cô thấy tủi thân cô thèm được anh nói yêu cô Nhưng chưa bao giờ cô được nghe cả Anh xem em là đứa con nít 3 tuổi à Đã bao giờ anh nói yêu em chưa Chúng ta ly hôn đi kiệt à Em trả anh về với tiểu du Thà một mình em đau khổ Có hơn hai người đau khổ Kiệt giật mình với câu nói của Ly Anh yêu cô mà Nếu không yêu anh đâu hạ mình cầu xin ông bà chắc Ly thấy Kiệt cứ đứng đơ người ra đó Cô cười nhạt đi ra giường nằm xuống Cô biết Cô hiểu hết rồi kia đứng lặng người lúc lâu Trong đầu anh bây giờ rối loạn Anh không thể làm ngơ khi Tiểu Du cực khổ Nhưng anh cũng không thể để Ly rời đi Anh phải làm sao mới vẹn đôi đường Cô lê giường nằm xuống nước mắt lăn dài Đợi vài hôm nữa khi ông bà Hàn quay về Cô sẽ ly hôn với anh Cô không muốn bên một người Trái tim lại thuộc về cô gái khác Bây giờ Tiểu Du đã về Cô nên trả lại anh cho cô ta Hạnh phúc lúc trước Ly có là cô mượn của Tiểu Du Nên cô không trách Cô là người đến sau, người đến sau làm sao được anh yêu thương thực lòng. Kiệt hít sâu một hơi, công việc gia đình mọi thứ dồn lên đôi vai anh. Bốn ngày nay Kiệt không chợp mắt chút nào. Kiệt đi vào phòng tắm xả nước xuống người, anh phải làm gì đây để cho cô không giận. Từ lúc kết hôn đến giờ, lần đầu tiên anh thấy Ly nóng giận như vậy. Kiệt hơn 40 phút trong phòng tắm đi ra với chiếc quần đùi và thân trên để trần anh đã quen khi ngủ không mặc áo kể tay ly nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt tèm lem trên gương mặt anh đi ngược vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cô kể đưa tay lau mặt cho ly thì bị cô gạt tay cô không cần anh giả vờ quan tâm cô ly kể thở dài anh không ngờ cô cứng rắn như vậy kể đi vào phòng lấy áo choàng khoác lên rồi đi xuống phòng bếp pha sữa cho ly từ sáng đến giờ cô chưa ăn uống gì cả người làm thấy kiệt vào phòng bếp pha sữa cho ly mà ngạc nhiên thiếu gia của họ chưa bao giờ xuống bếp làm việc gì để uống nước cần phải bảo người sót đem ra tận nơi anh ngồi kiệt pha xong cầm ly sữa mang lên phòng cho ly bây giờ bảo cô ăn cơm chắc chắn không thể phải dỗ cô trước rồi mọi chuyện tính sau em uống chút sữa đi đã rồi hãy đi ngủ để bụng đói đi ngủ không tốt đâu kiệt ngồi xuống cạnh cô ly nhắm mắt im lìm không nói gì cũng không nhúc nhích kiệt biết cô không ngủ cô định đến tức điên thì mới vừa lòng à kiệt đặt ly sữa lên bàn Cô xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô cô bị anh hôn cứ đánh rồi đẩy anh ra ly đánh anh thùm thụp vào người kiệt miết mạnh đôi môi ngọt ngào của ly rồi ngồi thẳng dậy cầm lấy ly sữa em uống sữa đi em không uống bà xã anh xin em đấy anh thực sự rất mệt anh không còn đủ sức nữa bây giờ em mắng anh đi mắng xong hết giận được không kiệt nằm rụi rụi vào người ly làm nũng Bây giờ anh cứng lên thì chắc có lẽ cô cho anh lên đường mất. Cô nằm im không nói gì. Anh định làm trái tim cô tan nát mới vừa lòng ư. Bà xã, anh yêu em. Yêu em muốn sắp chết luôn đây này. Mẹ mẹ em nghĩ xấu cho anh. Nghĩ xấu chồng mình là không tốt đâu đấy. Anh hôn hít lên cổ cô rồi nói. Ly nghe anh nói nước mắt lan dài. Lời anh thực lòng hay giả dối. Nếu như yêu cô, tại sao không hiểu cho cảm nhận của cô? Tại sao thân thiết với tiểu du như vậy? Nhưng không yêu cô Tại sao giữ cô bên cạnh Trong khi tiểu du đã quay về Ly trong lòng rối loạn Những câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu cô Bà xã Sau này anh hạn chế gặp tiểu du được chứ Em muốn làm gì cũng được Em đừng giận dỗi với anh Anh trèo tường mệt lắm đấy Đã tuần nay rồi cả hai không gần gũi Lúc này chỉ muốn cô thôi Cô đẩy anh ra Cô còn chưa tha lỗi mà anh muốn làm càn đấy à Kiệt bừng tỉnh Anh biết cô rất mệt mỏi Mấy ngày này đều thức trắng ở bên chăm sóc bà Hàn Anh kéo cô ngồi dậy Trong lòng cô bây giờ mềm hơn với lời rũ ngọt của anh Kỳ quan sát về mặt Ly khi thấy cô không còn căng thẳng như lúc trước Anh lấy ly sữa đưa cho cô Ly ngửi mùi sữa buồn nôn dữ dội Cô đẩy anh ra chạy nhanh vào phòng tắm để nôn Kiệt thấy cô bụng miệng chạy vào phòng tắm Anh lo lắng chạy vào Anh đã bảo rồi không chịu ăn uống cơ Anh vuốt vuốt lưng cô Ly nôn khan một hơi Cô nôn đến không còn sức mà dựa vào lồng ngực anh Kiệt lo lắng bế cô ra giường nằm xuống Sau đó bảo quản gia gọi bác sĩ đến khám Anh biết sức khỏe cô rất yếu Nên bảo cô về đây trước để nghỉ ngơi Nhưng cô một mực đòi lại Không chịu nghe lời anh Lại còn giận dỗi với anh nữa Kiệt đứng bên ngoài cửa phòng lo lắng không thôi Tay anh cứ bấu chặt vào nhau Trong lòng nóng như lửa đốt Cơn mệt mỏi của Kiệt bây giờ tan biến Thay vào đó là lo lắng cho Ly Cánh cửa phòng mở ra Bác sĩ mỉm cười nhìn Kiệt. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Thiếu gia, chúc mừng cậu. Thiếu phu nhân mang thai 5 tuần tuổi. Sức khỏe thiếu phu nhân hơi yếu, nên tôi kê thuốc bổ cho cô ấy. Khi nào thai 12 tuần, thiếu gia nên đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện khám định kỳ. Đầu của Kiệt nổ bùm. Mang thai á? Cô mang thai, anh được làm ba giữ. Kiệt bài thẳng vào phòng ôm lấy Ly, mặc kệ mọi người bên ngoài. Anh vui lắm, anh được làm ba rồi. Kiệt hôn hít khắp mặt Ly Cô vẫn chưa biết chuyện gì nữa Nào anh buông ra đi Cô đẩy anh ra Anh bị điên hay sao Cô đang bệnh mà anh lại vui mừng thế này là sao chứ Anh mong cô bệnh đến chết Để quang minh chính đại đến bên tiểu du à Bà xã ơi Chúng ta sắp có con rồi Anh được làm ba rồi đấy Cô cứng đơ người Có con á Vậy là cô mang thai Là đứa con của hai người ư Em em mang thai à Đúng thế Cảm ơn em Ly à Cô đưa tay sờ vào bụng rồi bật khóc nức nở Cô mang thai Cô đã mang thai con của người cô yêu Đừng khóc Sức khỏe của em hiện tại rất yếu đấy Anh lau đi giọt nước mắt cho Ly Cô mang thai như vậy mà mấy hôm nay cứ không ăn không ngủ Và điều anh đáng trách mình hơn Là đi cãi nhau với cô Làm cho cô buồn lòng Xin lỗi em Ly à Em đánh anh đi Mắng anh đi cho nhẹ lòng Cô nhìn anh Cô biết anh thực lòng với mình Nhưng cô không muốn anh qua lại quan tâm tiểu du Tình yêu là sự ích kỷ Cô muốn anh phải là của riêng cô nếu không hai mẹ con cô không thể sống một mình được. Kiệt à, giữa hai mẹ con em và Tiểu Du ấy, anh chọn ai? Nếu anh chọn Tiểu Du thì hai mẹ con em sẽ đi ngay lập tức. Lê nói như cô biết câu trả lời, anh không bao giờ để cô mang theo con rời đi. Cô đang ép anh cắt đứt tình cảm anh em họ. Kiệt nhìn Lê, vì ghen mà cô thay đổi rồi. Cô không còn là cô gái dịu dàng hiền lành mà là cô gái mạnh mẽ dứt khoát. Em nói gì thế? Em là vợ anh. Chúng ta cũng đã có con mà Anh đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của cô Anh đừng trốn tránh Anh đủ thông minh nhìn thấy Tiểu Du yêu anh Em là phụ nữ Em không thể chia sẻ anh với ai cả Em đừng nghĩ nhiều Anh xem Tiểu Du như là em gái của mình Được rồi Mẹ chọn Tiểu Du chứ gì Mẹ em đi Hai mẹ con em không phiền đến hai anh em của em nữa Ly đẩy anh ra đi xuống giường Ly đi được hai bước Kiệt ôm chầm cô lại Anh thực không còn yêu Tiểu Du nữa nhưng anh không thể rời bỏ cô lúc cô đau khổ túng quẫn nhất nhưng bây giờ cô cương quyết như vậy anh phải chiều theo ý cô nếu để ly về trác ra mọi chuyện rất khó giải quyết thôi được rồi anh nghe theo em em muốn gì cũng được ly cong môi cười cô biết ngay mà anh làm sao có thể từ bỏ giọt máu của mình ly biết nếu tiểu du gặp khó khăn gì chắc chắn bà trương và ông bà hàn sẽ giúp đỡ mà không cần đến anh anh không được gặp riêng tiểu du được rồi anh nghe em không được tiếp xúc thân mật ừ đồng ý anh không được rồi bà xã mọi thứ liên quan tiểu du anh không xen vào có bây giờ ấy, em lên giường nằm nghỉ con anh cần được nghỉ ngơi đấy kiệt bế ngang cô đi lại giường cô định đứng đây nói chuyện đến sáng đấy à bây giờ em thèm ăn gì không anh bảo người nấu cho em sáng giờ chưa ăn gì đâu đấy ly nghe anh nói vậy an tâm đứa bé này xuất hiện đúng là rất đúng lúc em buồn ngủ chứ không thèm ăn gì hết không được, phải ăn gì đó chứ Lì gõ gõ lên đầu rồi chua môi nói Hay là ăn mì đi ạ à? Không được, em muốn ăn mì Nếu không thì không ăn nữa đâu Anh thở hát ra một hơi Anh nhìn nhầm cô rồi Bây giờ hở một tí là gây áp lực với anh Kiệt giơ tay đầu hàng với Ly Rồi đi xuống bếp bảo người nấu mì đem lên cho cô Lời cô nói bây giờ như thánh chỉ vậy Chỉ làm theo chứ không được làm trái Nếu làm trái Nhất định lấy đứa bé ra uy hiếp anh Ly ăn một hơi hai bát mì Kiệt nhìn theo mà nhăn mặt Nhưng cô dám nói gì đâu Lea nói say thì lên giường nằm ngủ Mấy ngày nay cô thức nên bây giờ buồn ngủ lắm Kiệt lên giường ôm lấy hai mẹ con Cả thế giới của anh gói gọn ở nơi đây Anh đặt nụ hôn lên trán cô và mỉm cười Sáng mai anh nhất định gọi điện chọc quê hiên Mới nghĩ thôi cũng đã thấy tội rồi Nhưng mà thôi cũng kệ đi Bà xã này anh yêu hai mẹ con lắm Em ngủ ngon nhé Ly mỉm cười trong vòng tay của Kiệt Rồi nhắm mắt ngủ chỉ cần như vậy dù mang tiếng phụ nữ ích kỷ cũng được Cô cũng chẳng quan tâm Kiệt biết cô mang thai nên rất nhạy cảm Anh đang trong phòng ngừa trước khi cô nổi giận Sáng hôm sau Lý thức giấc thấy anh ngủ sai như chết Cô mỉm cười gỡ tay khỏi người mình Rồi từ từ xuống giường đi vào phòng tắm Lý đi vào phòng tắm Nhìn mình trong gương mỉm cười Sau này gia đình nhỏ của cô sẽ rất hạnh phúc Bà bối à mẹ yêu con lắm Kiệt đang ngủ xoay qua ôm lấy cô Nhưng bên cạnh trống không anh giật mình đến tỉnh ngủ Cô bỏ về chắc ra rồi Ly à, Ly Anh bật dậy nhìn quen Cô đi đâu rồi? Đang mang thai sao đi lung tung như vậy? Anh nhìn phòng tắm đóng kín Thì rất có thể cô trong đó Anh đi lại kiểm tra Ly đang tắm bị anh mở cửa đi vào Cô hét lên rồi lấy tay che lại chỗ cần che Đồ biến thái, anh đi ra đi Em đang tắm đấy Anh thở nhẹ khi thấy cô ở đây Anh sợ là cô đi về trác ra Cái gì nên nhìn thì cũng thấy hết rồi Em che cái gì nữa chứ? Anh ông Dung đi lại vòi nước đánh răng rửa mặt. Ly nhanh chóng xả bọt sữa tắm trên người rồi lấy khăn quấn lại. Đúng là đồ biến thái mà. Sau này đừng đi vào phòng tắm một mình nhé. Trôn lắm em biết không hả? Em rất cẩn thận mà, có sao đâu. Cả Hàn gia chắc ra khi biết tin Ly mang thai thì rất vui mừng. Ông bà Hàn biết mình sắp được lên chức, lập tức lên máy bay trở về thành phố. Bà Hàn lo sợ khi mấy hôm trước Ly cứ thức đêm lại không được nghỉ ngơi mà trong lòng lo lắng. Bây giờ nỗi đau mất em trai của bà nguôi đi phần nào do có cháu nội. Bà chắc hay tin Ly mang thai, liền cùng Lý sang Hàn ra thăm cô, xem cô có bị ốm nghén hay không. Bà vừa tới, vệ sĩ mở cổng cho xe của bà lái vào. Bà và Lý xuống xe đi vào sảnh lớn Hàn ra, lại thấy Kiệt đang dìu Ly xuống lầu. Bà thực sự vui khi hai cô con gái của bà đang rất hạnh phúc. Mẹ mới qua, ừ hôm nay con không lên tập đoàn à kiệt dạ không ạ à, sức khỏe cuối còn yếu mẹ ạ kiệt đỡ ly lại sofa ngồi xuống anh làm cô như bệnh nặng lắm ấy đi đâu cũng phải dìu dắt bà trác hỏi cô thế cô có nghén không ly cô có chút ạ à, con không uống sữa với cả không ăn được cá ừ như thế là cũng đỡ đấy bà thở phào ốm nghén kinh khủng như vậy bà sợ ly chịu không nổi người làm đem trà nước và bánh mời bà trác và lý Lý thấy bánh ánh mắt sáng rỡ ăn một lúc mấy cái. Em thèm ngọt đấy à Ly? Lý? Lý hỏi cô, cô vâng một tiếng mỉm cười. Thế thì rất có thể là bé trai đi em ạ. À. Kiệt nghe bé trai mà nhăn mặt, anh thích bé gái cơ mà. Kiệt giật cái bánh trên tay Ly, anh không cho cô ăn ngọt nữa thì sẽ sinh bé gái. Anh làm gì thế em đang ăn mà? Bà Trác và Lý mím môi cười, con rể là thích em bé gái à? Thôi không ăn nữa em. Anh muốn chết à? Trả cho em đi ly đánh vào người anh thôi đừng ăn ngọt nữa em em xin bé gái cho anh đi mà trai gái làm sao mà em quyết định được kiệt thở dài đưa miếng bánh trả lại cho cô anh không chịu bé trai đâu em không chịu đâu đấy bà trác thấy kiệt và ly hạnh phúc như vậy thì rất yên tâm mấy hôm trước nhìn cả hai giận dỗi bà cũng rất lo lắng bà trác và ly ở lại ăn cơm trưa cùng hai vợ chồng rồi sau đó ra về cho ly nghỉ ngơi Bà nhìn qua thấy Ly vui vẻ như thế Bà thực sự vui trong lòng Buổi chiều đó ông bà Hàn đi về Bà Hàn vui mừng bật khóc vì sắp có cháu ấm bồng Sao mà làm bà nội vẫn khóc thế này chứ Ông Hàn lau nước mắt cho bà Đúng vậy đấy mẹ ơi Mẹ đừng khóc nữa ạ à. Ly cũng ôm lấy bà khuyên nhủ Cái con bé này đúng là biết dỗ ngọt Kỳ nhìn gia đình hạnh phúc thế này mừng lắm Chỉ cần thế này dù bắt anh cực khổ hơn cũng được Buổi tối trong phòng ngủ Ly nằm trong vòng tay của Kiệt Còn anh vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cô Sao lâu thế chưa to lên nhỉ Cô bật cười Mới hôn một tháng thì làm sao mà to được Vài tháng nữa mới to cơ Chỗ này lúc nào cũng to này Cô bắt lấy cái tay lầm loạn của anh Ngại ngùng đánh lên tay anh Đồ biến thái Bà xã ơi anh muốn lắm Anh rụi rụi vào cổ cô hít hà Không được em đang mang thai đấy Anh hỏi bác sĩ rồi Chỉ cần nhẹ nhàng là được mà Nhưng một lần tôi bà xã à Hơn tuần nay anh chịu không nổi đâu Bây giờ phải tranh thủ Sau này có con rất cản trở đấy Kiệt không để Ly từ chối mà chiếm lấy môi cô Đã hơn tuần nay rồi Và sau này khi bụng cô to lên rất hạn chế trong việc này Anh phải tranh thủ giành quyền lợi của mình trước mới được Một tuần trôi qua Ly được bà Hàn cưng như cưng trứng Suốt ngày nấu hết món này đến món khác cho cô ăn Kiệt ban ngày lao đầu vào công việc Tối đến thì chăm vợ bầu anh chăm chú vào văn kiện Thì Tiểu Du mở cửa đi vào Cô còn chẳng cần gõ cửa nữa Anh Kiệt Kiệt nghe tiếng của Tiểu Du nhíu mày ngước nhìn Chưa ai dám vào phòng anh mà không gõ cửa Và chưa có sự cho phép của anh Kiệt nhìn Tiểu Du nhớ lại lời của Ly Nếu để cô biết Thì chắc ngày mai anh xách vali lên đường mất Em tìm anh có việc gì thế Em về đây khi nào Anh nói như không dám lại gần cô Kiệt anh ghét em đấy à Anh không còn thương em nữa à Kiệt không biết trả lời câu hỏi của Du thế nào Anh không ghét cô Ngược lại thương cô như là em gái mình Tiểu Du là người con gái Mà Kiệt yêu từ nhỏ Nói ghét cô làm sao anh ghét được Với lại khi biết Tiểu Du mất đi đứa con Và bị bạo lực gia đình Anh càng lúc càng thương cô nhiều hơn Tiểu Du bây giờ anh đã có vợ con Lê đang mang thai nên tính tình nhạy cảm Anh không thể để cô ấy suy nghĩ lung tung được Tiểu Du nức nở nói Ly, Ly, Lúc nào cũng là ly Tại sao anh không quan tâm em mấy năm nay sống chết thế nào Anh thay đổi rồi kia à Ngày xưa lúc nào cũng nghĩ cho em Lúc nào cũng quan tâm em Bây giờ lúc nào cũng chỉ có ly thôi Em kiểm soát lại lời nói của mình đi Em đừng quên anh bây giờ đã có gia đình Ly đối với anh rất quan trọng hơn tất cả Tiểu Du nước nở ôm lấy anh Anh lập tức kéo cô ra xa mình Tiểu Du Anh bây giờ chỉ xem em là em họ của anh Chúng ta giữ khoảng cách đi Kìa khó chịu nói Nếu để Ly nhìn thấy Chắc chắn cô nổi điên lên mắt Em hỏi anh Nếu Ly không xuất hiện bên cạnh anh Có phải bây giờ anh vẫn bên cạnh chăm sóc em đúng không Kiệt nhìn tiểu du Đúng Nếu anh không kết hôn rồi yêu Ly Có lẽ bây giờ anh nhất định bên cạnh chăm sóc cho cô Từ lúc em kết hôn Anh đã buông bỏ tình cảm với em Anh bây giờ chỉ xem em là em gái Người anh yêu và chăm sóc chỉ có thể là Ly thôi Anh xin lỗi Cô bật cười Em gái à? Cô không muốn làm em gái anh Cô nhất định phải dành anh cho bằng được Tình cảm từ nhỏ đến bây giờ Đâu phải anh nói buông bỏ là buông bỏ Cô tin sâu trong trái tim anh Vẫn còn có cô Kiệt nhìn cô như vậy mà tội nghiệp Nhưng anh không thể thắt hứa với Ly được Anh không muốn làm thằng đàn ông hèn hạ Thôi được rồi Từ nay em và anh sẽ là anh em họ với nhau Em không làm khó anh nữa Kiệt nghe cô nói vậy Trong lòng nhẹ nhõm Anh không muốn tổn thương ai anh rất thương cho Tiểu Du đã phải chịu nhiều nỗi khổ đau Nhưng anh tin sau này có người đàn ông tốt ở bên cạnh chăm sóc cô Được rồi, bây giờ em đang ở đâu? Em không có chỗ ở Vậy em định thế nào? Em không biết nữa Hay là anh mua cho em một căn chung cư nhé Như vậy ở cho an toàn Còn về việc làm em nộp đơn xin việc bên khuất thị Anh sẽ nói với lại Hiên Kiệt cũng không đành lòng bỏ rơi Tiểu Du lúc cô khó khăn nhất Bây giờ anh sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô như vậy thì cũng yên tâm Ừ, cảm ơn anh Kiệt gọi thư ký Lương đi vào sắp xếp cho Tiểu Du Cô ấy rời đi mà nhếch môi cười Chỉ cần Ly không xuất hiện bên anh Cô nhất định có cách giành lại trái tim anh Kiệt nhìn Tiểu Du rời đi mà thở nhẹ Anh muốn cô hạnh phúc bình yên Buổi chiều Ly và bà Hàn đang ngồi sofa ăn bánh và trái cây Thì Tiểu Du đi vào Gương mặt cô bây giờ trông rất buồn bã và đau khổ cô chị dâu tiểu du cúi xuống chào hai người ly thấy tiểu du thì nhăn mặt trong lòng lo lắng bà hàn thấy ly không vui tâm tình bà cũng không vui nổi bà đưa tay vuốt vuốt bụng cô muốn ăn gì không con mẹ bảo người nấu cho dạ không ạ ly mỉm cười nói với bà tiểu du thấy mình như không khí mà bực tức trong lòng cô giả vờ đi lại làm thân với ly chị dâu thật may mắn khi có người chồng tốt như anh kiệt chả giống như em con chỉ được một tháng bị chồng đánh đến sảy thai tiểu du giòn nước mắt lan dài đặt tay lên bụng mình thôi đừng buồn nữa tiểu du sau này có người yêu thương con con cũng mong là thế ạ ly nhìn tiểu du cũng có chút tội nghiệp mất đi đứa con của mình chắc chắn rất đau khổ kiệt đi làm về thấy tiểu du ở đây mà lo sợ lỡ cô nói hôm nay có đến tìm anh thì chắc chắn anh bị ly xé xác ra mắt. Kiệt quang cặp táp sang một bên Rồi đi nhanh ôm lấy ly Anh phải đi trước một bước mới được Bà xã lên phòng anh nói chuyện này cho em nghe Chuyện gì thế hả Thì chuyện của riêng chúng mình Kiệt quỳnh quang nói Anh không thể để cho ly ngồi đây được Có không được làm càn đấy nhá Cái ly đang mang thai đấy Bà Hàn đánh vào tay anh nói Ly nghe bà nói mà đỏ mặt Cô hiểu bà nói cái gì mà Nhưng mà Kiệt mấy nay cứ làm càng suốt Có sao đâu, con hỏi bác sĩ hết rồi mà mẹ Tiểu Du bàn tay cuộn tròn đầy tức giận Đúng ra hạnh phúc này là của cô Ly là ai? Sao lại dám dành của cô? Này, thế con nhịn đến lúc cái Ly sinh thì con chết à? Kiệt nhanh môi cười Ngày xưa ba nhìn được không mẹ? Bà mặt đỏ lên khi nghe Kiệt nói Ngày xưa ông Hàn cũng nhịn không được Nhu cầu sinh lý của đàn ông họ Hàn hơi bị cao Kiệt nhìn mẹ đỏ bừng mặt và bật cười thì Gạo mẹ mình cũng vui thật đấy Anh nhìn thấy Tiểu Du định nói gì đó Anh một phát bế Ly lên phòng anh đâu có ngu để cô ngồi đây Giữa hai người bọn họ đừng nên tiếp xúc quá nhiều Nếu không người đau khổ chỉ có mình anh thôi Lê không nghĩ nhiều Cô nghĩ rằng anh muốn tránh mặt tiểu du nên mới làm vậy Du nhìn hai người rời đi nhếch nhẹ môi Sẽ nhanh thôi vị trí đó sẽ là của cô Ngày hôm sau Lê nằm trên giường đọc sách Thì điện thoại cô gieo lên Là số của Tiểu Du Alo Chị dâu à em là Tiểu Du Ừ um, có chuyện gì thế Chị đến nhà em chút được không ạ? À? Em có bí mật này muốn nói cho chị biết." Ly nhíu mày, "Bí mật gì? Là chuyện giữa Kiệt và cô ta." À? "Nhưng mà cô cũng muốn biết. Bí mật gì thế? Tại sao không nói qua điện thoại?" Tiểu Du vừa cười vừa nói, "Là bí mật giữa em với anh Kiệt. Yên tâm ạ, à, em không làm gì hại chị đâu. Em đâu có ngu ngốc đụng vào tiểu thư của trác ra "Vậy được, cô gửi địa chỉ đi." Ly hai tay nắm chặt, "Cô muốn biết giữa Kiệt và Tiểu Du có gì bí mật với nhau." Tại sao anh không nói cho cô biết? Rốt cuộc anh có giấu gì không? Tiểu Du mỉm cười cúp máy gửi địa chỉ chung cư mà Kiệt mới mua cho cô. Ly nhận địa chỉ rồi vào phòng thay đồ, trong lòng cô bất an với mọi thứ. Bây giờ cô không còn một mình mà có bảo bối trong bụng, dù thế nào cô cũng sẽ bảo vệ bảo bối đến cùng. Ly ngồi trên xe đến chung cư trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ mình chứng kiến cảnh không muốn nhìn thấy nhất. Lý cầu mong Kiệt đừng làm gì có lỗi với cô. Nếu không cô thực sự không chịu nổi đâu. Lý đặt tay lên bụng bảo bối à Cô thực không muốn con mình không có ba, không có gia đình hạnh phúc. Lý bước vào thang máy, Lê căn hộ của Tiểu Du. Nhưng tay cô run cầm cập, cô sợ đối diện sự thật. Tiểu Du ngồi sofa nhếch môi cười. Hậu qua Kiệt bảo người chuẩn bị tất cả cho cô. Bây giờ căn hộ của cô không thiếu cái gì. Để cho cửa vang lên. Du bật cười đi ra mở cửa, "Chị dâu." Ly không nói gì mà bước vào, cô nhìn quanh không thấy Kiệt ở đây. Cô thở phào nhẹ nhõm, "Gặp tôi có việc gì vậy?" Ly lên tiếng nói, "Chị cứ lại sofa ngồi đi ạ." À? Tiểu Du và Ly ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai người đỏ rực. "Chị thấy căn hộ thế nào, có đẹp và tiện nghi không ạ?" À? Tiểu Du nhếch môi cười, cô đang muốn chọc tức Ly. "Cô vào vấn đề chính đi. Chị uống nước đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà." tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô Lì khó chịu nói trong lòng cô như có lửa đốt vậy cô muốn biết giữa kiệt và tiểu du có bí mật gì thật ra căn hộ này anh kiệt mua cho em em từ chối rồi nhưng anh ấy nhất quyết đòi mua anh ấy sắp xếp công việc cho em ở khuất thị anh ấy sợ em làm ở hàn thị sẽ bị lộ ly mặt nóng bừng kiệt hứa với cô những gì hứa không liên quan gì đến tiểu du nhưng mà tại sao anh thất hứa Ly kìm chế giọt nước mắt Cô không thể yếu đuối trước mặt người khác Đặc biệt là Tiểu Du Cô muốn gì thì cô nói đi Tiểu Du cười nhạt đứng dậy nhìn Ly Cô ta thực lòng muốn giết chết Ly Và đưa bé trong bụng cô Nhưng cô ta không thể ngu ngốc vậy được Ly là bảo bối của Cha gia Nếu cô ta bị làm sao Cha gia chắc chắn không cho cô ta được yên Tiểu Du mấy ngày nay suy nghĩ Tính kế rất nhiều Đây là cách cuối cùng cô suy nghĩ Thật ra em với anh Kiệt đã qua lại với nhau Anh ấy không muốn làm tổn thương chị cho nên không nói Nhưng trong tim anh ấy chị có em Đối với chị chỉ là thương hại thôi Vì nghe Tiểu Du nói không kìm chế được cảm xúc Qua lại với nhau à? Thương hại à? Tại sao tôi phải tin lời cô nói? Chị xem anh ấy thương em như thế nào Mua nhà mua xe cho việc làm Nếu bây giờ em muốn thì anh ấy sẽ đến ngay Chị Ly này Chị buông tha anh Kiệt được không Em bây giờ chỉ có anh ấy Anh ấy là nguồn sống của em Chị ly hôn với anh ấy được không Chị còn chắc ra Nhìn em thì không còn gì cả Tiểu Du xuống nước năn nỉ ly Chỉ cần có được kiệt Dù bác cô ta làm gì cũng được Tiểu Du năm đó khi đi du học Dặn lòng sẽ về làm hàn thiếu phu nhân quyền quý cao sang nhưng sau khi qua đó 2 năm Cô quen thiếu gia tên Trịnh Kiên Vừa giàu có quyền thế hơn Kiệt Và đặc biệt là Kiên mổ côi ba mẹ tiểu du là người không thích làm dâu không thích sự gò bó nên kiên đã nằm trong tầm ngắm của cô ta tiểu du sau đó lên kế hoạch gài bẫy kiên lên giường cùng mình sau khi trải qua tình một đêm kiên hứa chịu trách nhiệm với cô vì biết cô là con gái sau khi tiểu du ra trường thì cả hai kết hôn nhưng sau khi kết hôn tiểu du không giống như trước dịu dàng ngoan ngoãn cô thường xuyên đi ba đến khuya có khi còn đi qua đêm kiên không chịu nổi cô ta quyết định ly thân để nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai. Nhưng sau đó, Tiểu Du không biết sợ dám ngoại tình với người đàn ông khác đến mang thai. Sau khi bác gặp Tiểu Du ngoại tình, kia quyết định ly hôn và đưa cho Tiểu Du số tiền đủ cho cô ta sống cả đời. Nhưng cô ta lấy số tiền đó nhận tâm phá thai, vùi đầu trong những cuộc vui không tên. Sau một năm, tiền hết tình tan, Tiểu Du quay sang cầu xin kiên như không được vì anh đã có bạn gái. Cô ta không chịu thua hãm hại bạn gái kiên nhưng rất may kiên kịp thời cứu lấy hàm dọa cô ta nếu đang nhìn thấy cô ta thì anh sẽ giết bỏ không thương tình tiểu dù hết cách liền đi về nước tìm kiệt bây giờ chỉ có kiệt mới giúp cho cô ta cho cô ta một cuộc sống sung sướng thôi cô không còn gì thì liên quan gì đến tôi là cô tự chuốc lấy không phải cô bỏ anh ấy đi lấy chồng khác à Sống không hạnh phúc rồi về đây níu kéo ư Lý tức giận nói cô ta Cô phải bảo vệ hạnh phúc của mình Không thể yếu đuối chỉ biết khóc được Nếu cô yếu đuối thì cô mất chồng Còn cô mất bà, Và điều đó Ly không muốn một chút nào <laughs> Cô đừng dở giọng đó với tôi Cô nghĩ xem anh ấy và tôi yêu nhau từ nhỏ Không phải nói buông bỏ là buông bỏ được Không phải nói hết yêu là hết yêu Dù tôi có đi lấy chồng Nhưng anh ấy một mực yêu tôi chờ tôi Tình cảm anh ấy dành cho tôi chỉ là thương hại Cô đừng có mặt dày Vô liêm sỉ mà lấy đứa bé uy hiếp Và giữ anh ấy ở bên cạnh Tiểu Du tức giận nói Bây giờ không còn lịch sự năn nỉ gì nữa Tiểu Du này chưa bao giờ phải sợ sệt với ai Tiểu Thư chắc ra thì sao Nếu Kiệt đứng về phía cô Chắc ra cũng không làm gì được Ly mặc kệ lời nói của Tiểu Du Đứng lên định đi về Vừa đứng lên Tiểu Du quăng sấp ảnh xuống bàn Là ảnh của Kiệt và Tiểu Du ở trên giường Cả hai không mặc quần áo và ôm ấp với nhau Chị xem đi Tiểu Du cười nhạt Đây chính là chiêu mới của cô Ly cầm sắp ảnh lên xem Nước mắt trào xuống Kiệt phản bội cô à Anh không yêu cô và bảo bối như lời anh nói ư Nếu yêu cô và bảo bối Anh đã không lên giường với Tiểu Du Ly không đứng vững nữa mà ngồi xuống sofa Cô phải làm sao Tại sao anh nói không yêu cô ta Lại thương hại giữ cô ta bên cạnh rồi lừa dối cô Tại sao cho cô hy vọng để rồi thất vọng? Tại sao hứa rồi lại thất hứa với cô? Ly gà giọt nước mắt. Cô không tin. Không tin Kiệt phản bội mình. Cô nghĩ tôi tin à? Ly đứng dậy quăng mạnh xếp ảnh xuống. Được rồi. Chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi ấy, chắc chắn anh Kiệt sẽ đến đây. Tiểu Du nhớn mày muốn lấy điện thoại gọi cho Kiệt. Cô ta cố tình bật loa ngoài cho Ly nghe. Kiệt đang làm việc ở tập đoàn thì Tiểu Du gọi tới. Anh không suy nghĩ gì nhiều bắt máy nghe Có việc gì vậy Tiểu Du Lời nói của Kiệt đâm mạnh vào trái tim Ly Anh từng hứa với cô những gì anh quên rồi Em đau bụng quá Anh đến nhà em được không ạ à? Đau thế nào Hay gọi xe cấp cứu nhé Không cần đâu Em đau em đau lắm ạ à. Tiểu Du giả vờ đau đớn để Kiệt quan tâm Cô ta tin này không bao giờ bỏ rơi cô ta Thôi được rồi anh đến liền Kiệt cúp máy đi đến chung cư của Tiểu Du Mặc kệ lời hứa với Ly Cô ấy đang bệnh cho nên không thể bỏ mặc được Giọt nước mắt của Ly rơi xuống Khi nghe Kiệt nói sẽ đến liền Cô là gì của anh Tại sao đối xử tàn nhẫn với cô thế này Tiểu Du nhìn thấy vui mừng trong lòng Kế hoạch cô ta sắp thành công rồi Lần này nhất định Cô ta sẽ đá Ly về trác ra Sau 20 phút kể đến chung cư của Tiểu Du Vì thư ký lương có chìa khóa Anh không cần bấm chuông mà mở cửa đi vào Kỳ đi vào thấy Tiểu Du ngồi sofa em có sao không đã gọi bác sĩ đến khám chưa lê đứng ở chỗ khuất nhìn cả hai anh vừa đến đã lo lắng cho tiểu du như vậy mà kệ lời hứa với cô em đau bụng quá thực sự khó chịu ạ à? tiểu du giả vờ dựa vào người kiệt anh cũng thuận tay ôm lấy cô ta Hay anh đưa em đến bệnh viện nhá không cần ạ à, em đau ở phía dưới nữa tại anh hết đấy em đã bảo anh dừng lại rồi mà kiệt nghe tiểu du nói mà nhíu mày cô ta nói cái quái gì vậy anh kiệt giọng nghẹn ngào nước nở của ly vang lên cô không tin sự việc xảy ra trước mắt mình kiệt nghe tiếng của ly ở phía sau giật mình đẩy tiểu du ra hành động của anh càng làm ly đau đớn anh là có tật giật mình đấy à anh quay sang thấy gương mặt đầy nước mắt của ly anh dường như hiểu ra điều gì đó ly à anh ly đưa tay đánh vào má anh anh lừa dối phản bội cô à nếu không tận mắt thấy cô không bao giờ tin nữa anh tàn nhẫn lắm kiệt ạ à? anh xem tôi là gì anh xem cô ta là gì hả Ly hét vào mặt anh Kiệt bị đánh bị hét mà bừng tỉnh Anh lại tổn thương Ly của anh rồi Nghe anh nói đi Là anh lo lắng cho Tiểu Du nên mới đến đây Giữa anh và cô ấy không hề có gì cả Em đừng hiểu lầm Tiểu Du nhếch môi ung dung ngồi xuống sofa Ly làm vậy cô ta rất hài lòng Kế hoạch cô ta đúng là thành công mỹ mãn Lời của tôi Anh chưa từng đặt trong lòng Chưa bao giờ quan tâm cảm nhận của tôi Anh suốt ngày Tiểu Du Tiểu Du anh yêu cô ta nhiều như thế, tại sao hứa bên tôi? Anh không cần thương hại hay chịu trách nhiệm gì với tôi. Kiệt, anh biết trái tim tôi bây giờ tan nát không? Trái tim tôi đau như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy." Cô kích động nói, "Bây giờ cô không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh thề đấy, anh thề đây là lần cuối. Từ giờ đến cuối đời anh không bao giờ gặp cô ấy nữa. Anh xin em đừng kích động được không?" Anh ôm lấy cô trong lòng, "Là anh sai rồi." anh là thằng đàn ông hèn nạ không ra gì để vợ đau lòng tổn thương như vậy kia đã anh không bỏ rơi em anh yêu em mà đúng không em hứa sẽ làm người vợ tốt của anh sinh thực nhiều con cho anh tiểu du thấy tình hình không ổn đi lại níu tay kiệt cô phải tranh thủ cơ hội này làm cho ly tức điên rồi kích động dậy đến sảy thai nếu đứa bé không còn ly và anh không còn liên quan tới nhau lúc đó rất dễ dàng cho cô ta em điên đấy à tiểu du Em lừa tôi đến đây phá hoại hạnh phúc của tôi. Tôi xem em như em gái mình, nhưng em đối xử với tôi như thế à?" Kiệt mắt đỏ ngầu hất mạnh tay Tiểu Du làm cô ta ngã xuống nền. "Uổng công anh giúp đỡ cô ta nhiều như vậy." Ly bây giờ cứ khóc, cô phải làm sao đây? Cô muốn chết, cô muốn đi đến một nơi không còn đau khổ. Nhưng bảo bối trong bụng cô thì sao? Nó không có tội, nó muốn được mở mắt chào đời. "Ly anh xin em đừng khóc, đừng kích động nữa. Tin tưởng anh được không?" Anh thề là chưa bao giờ phản bội em cả Cô nghe anh nói chưa bao giờ phản bội mà cười nhạt Cô cười như nước mắt thì rơi như mưa Cô đẩy anh ra rồi quăng sắp ảnh vào mặt anh Những bức ảnh rơi lã trã xuống đất Kiệt ngồi xuống nhặt từng bức ảnh lên xem nhíu chặt mày Trong lòng bừng bừng lửa giận Người trong này không phải anh, anh không có Ly, anh chưa bao giờ phản bội em Kiệt, anh nói gì thế hả? Chúng ta đã mặn nồng ân á bên nhau mà Trước tiểu du cô điên à Anh yên rằng ánh mắt đỏ ngầu như sắp giết người lì bật cười rồi bỏ đi Cô ở lại đây làm gì Để xem hai người họ ân ái với nhau ư Kiệt thấy Ly bỏ đi giữ tay cô lại Hãy tin anh đi Ly Anh chưa bao giờ ngoại tình Người trong ảnh không phải anh Em xem này Trên bắp tay anh có vết sẹo Nhưng người trong hình thì không Anh thề anh chưa bao giờ phản bội tình yêu của em Quả thực người trong ảnh cùng với tiểu du không phải Kiệt Đó là ảnh do tiểu du ghép thôi Lê nước mắt chảy dài Anh không ngoại tình thì sao Những lời hứa của anh thì sao Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô dù chỉ một lần Trong lòng anh còn hình bóng của tiểu du Vậy thì cô ra đi Cô và bảo bối ra đi để anh thoải mái với tình yêu của mình Không còn phải đứng giữa cô và tiểu du nữa Lê bỏ về Hàn gia ngay sau đó Kiệt bảo vệ sĩ canh chừng tiểu du không cho cô ta ra ngoài Bây giờ anh về dỗ ngọt ly trước Rồi tính sổ với tiểu du sau lần này dù quỳ xuống chân anh anh nhất định không bỏ qua chiếc xe của ly lái vào hàn ra thì xe của kiệt cũng lái theo cô vừa xuống xe kiệt lao đến giữ cô lại ly à nghe anh nói tha thứ cho anh lần này được không anh thề từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp tiểu du nữa cô cười nhạt rồi vung tay anh anh hứa với cô bao lần hứa rồi thất hứa cô định về đây thưa chuyện với ông bà hàn rồi về trác ra cô không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu Ông bà Hàn ngồi sofa Thấy Ly và Kiệt rằng co với nhau Lúc này đi ra ngoài xem thế nào Con có biết Ly mang thai không Lỡ ngã Ly thì thế nào đây Mẹ anh lên tiếng nói Mà sao con lại khóc thế hả à? Thằng Kiệt làm gì con à Bà thấy gương mặt cô đầy nước mắt thì đi nhanh lại Mẹ con muốn ly hôn Con không chịu nổi nữa Cô ôm lấy bà Hàn mà khóc Ly anh xin em đấy Anh không thể thiếu hai mẹ con em Tha lỗi cho anh được không Bà nhìn thấy cả hai như vậy thì bà ôm Ly đi vào trong nhà, cô đang mang thai không thể đứng ngoài nắng và kích động nhiều như vậy. Nói cho ba mẹ nghe, Kiệt làm gì nào? Anh ấy qua lại với Tiểu Du, anh ấy hứa với con không liên quan hay gặp mặt cô ấy, nhưng anh ấy vẫn gặp mặt, anh ấy mua nhà cho cô ta, cả hai còn lên giường với nhau. Ba mẹ à, con không thể chịu nổi. Ly khóc nức nở kể mọi chuyện cho ông bà nghe. Ông bà Hàn nghe xong tức giận Bố anh đứng lên tát vào mặt anh một cái Bà có dạy con làm thằng đàn ông khốn nạn như thế không Sao con đối xử với Ly như thế Con bé đang mang thai con của con đấy Ông không ngờ con trai mình ngu ngục khốn nạn như vậy Có không có lên giường với Tiểu Du Là cô ta ghép ảnh hãm hại con Kiệt uất ức Dù anh có nói dối thất hứa với Ly Nhưng không bao giờ ngoại tình phản bội cô Còn một lần nữa đêm hàn ra quăng xuống vũng bùn Ta bây giờ làm sao ăn nói với ông bà chắc hàn gia đúng là có phúc khi có đứa con cháu như con lìa à, anh xin em cho anh thêm cơ hội được không anh thề không làm điều tổn thương em nữa kiệt quỳ xuống chân cô níu tay cô bây giờ bị cô đánh cũng được bị cô mắng cũng được nhưng anh không thể mất đi mẹ con cô anh hứa rồi lại thất hứa à tôi đâu có ngu ngốc mù quáng tin anh nữa hôm nay anh đến đó anh có nghĩ cảm nhận của tôi không của vùng tay anh có người vợ nào không ghen tuông có người vợ nào nhìn thấy chồng quan tâm lo lắng cho người phụ nữ khác mà vui vẻ dễ chịu đâu Đừng kích động nhiều ly à Con đang mang thai đấy Đứa nhỏ còn yếu lắm con à Bà Hàn lo lắng nói với cô Em à, vì con tha thứ cho anh được không? Anh thề không tái phạm nữa đâu Ly Cô bật khóc Tại sao lúc nào cũng là cô Tại sao anh không vì con, không làm điều có lỗi với cô Tại sao lúc anh gặp Tiểu Du Anh không nghĩ đến cô và con Cô và đứa bé trong bụng luôn đứng sau tiểu du trong lòng của anh Ông bà Hàn tức giận kiệt Bà đã nói với anh bao lần rồi Nếu tiểu du cần bà có thể giúp Nhưng anh xem lời bà như gió thoảng Ông bà bây giờ không biết nói thế nào với ông bà trác nữa Dù thế nào phần lỗi vẫn là của ông bà Ông bà sinh ra nhưng lại không biết dạy cho nên mới khiến Kiệt tổn thương Ly hết lần này lần khác. Ly, anh xin em đấy. Em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời xa anh. Nhưng tấm ảnh đó không phải anh đâu, anh thề nếu anh ngoại tình phản bội em Anh ra đường cho xe tông chết luôn cũng được Kiệt đứng lên ôm lấy cô trong lòng Mẹ à con đau quá Cô đau bụng quá Cô ôm lấy bụng mình Giờ cô sợ, sợ mất đi bảo bối Nếu đứa bé có mệnh hệ gì cô làm sao sống nổi Em bình tĩnh đi, anh đưa em vào bệnh viện Cô kích động ôm bụng Rồi ngất xỉu vào người Kiệt Ông bà Hàn lúc này thấy cô ngất xỉu quính quáng lên Ly à, Ly Bà Hàn lo lắng giữ lấy tay Ly nhìn xuống có dòng máu chảy từ bên trong Thôi chết rồi chảy máu rồi Đưa con bé đến bệnh viện nhanh lên Kiệt nhìn xuống dòng máu Anh hốt hoảng bế cô ra xe Lê được đưa vào bệnh viện Kiệt vò đầu bứt tóc ngồi bệt xuống Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu Anh chỉ mong hai mẹ con cô không sao Dù anh chết cũng được Anh tình nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng của hai mẹ con Ông bà chắc được ông bà Hàn cho hai tin thì tới bệnh viện luôn Lý cũng biết tin cùng chồng mình là Trịnh Hào đi vào bệnh viện Phòng trong cuộc họp thì được Lý cho hay cũng bỏ ngang mà đi vào. Ông bà Trác và hai vợ chồng Lý đi vào thế kiệt ngồi bệt dưới nền, trên áo dính đầy máu của Lý. Anh chị xui à, mọi chuyện thế nào thế? Tại sao Lý đau bụng dưới hất xỉu vậy? Bà Trác quỳnh quang nói, tay chân run run rẩy rẩy được Lý bên cạnh đỡ lấy. Tại, tại chúng tôi, chúng tôi cúi đầu xin lỗi anh chị. Bà Hàn khóc nước nở, nỗi đau mất em trai chưa nguôi ngoai nên lại xảy ra chuyện này là thế nào thế anh chị nói rõ xem ông trác lớn giọng ông bây giờ tức giận lắm tại sao chỉ kết hôn mấy tháng hết chuyện này chuyện kia xảy ra bây giờ con gái bảo bối của ông còn nằm trong đó Bà mẹ con xin lỗi là lỗi của con con tổn thương ly kỳ đứng lên đi lại cúi đầu xin lỗi ông bà trác ông trác định giơ tay đánh anh thì phong nhào đến đánh anh túi bụi phong khi nãy kẻ xe này đến sau vừa đến nghe kiệt nhận lỗi Phong vì không kiềm chế được tính nóng của mình nhào đến đánh anh. Cậu dám tổn thương em gái tôi à? Em gái tôi là gì của cậu? Hết lần này lần khác cậu tổn thương nó. Tôi cảnh cáo cậu rồi cơ mà. Một câu của Phong là một cú đấm vào mặt của Kiệt. Anh biết mình sai nên để yên không chống trả lại Phong. Ông bà Hàn thấy cũng để yên. Ông bà biết con mình có lỗi nên bị đánh là phải. Nếu đổi ngược lại là ông bà, nhất định ông bà cũng làm vậy. Chị Ngào và Ly đi lại kéo phong ra Không để anh đánh nữa Kiệt nằm bẹp dưới nền đất Khóe miệng anh dỉ máu Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Bác sĩ đi ra Cô ấy sao rồi Kiệt kính quá ngồi dậy đi lại nắm chặt cổ áo bác sĩ Thiếu phu nhân và đứa bé đã không sao Chỉ bị động thai Nhưng phải chăm sóc kỹ Và tránh để thiếu phu nhân kích động Kiệt mừng rỡ Vậy là không sao rồi Ly và con anh đã không sao Nếu hai người bọn họ có chuyện gì Chắc chắn đời này anh sống trong đau khổ dằn vật Chuyển viện cho Ly đi Phòng hét vào mặt bác sĩ Anh muốn Ly về bệnh viện của Trác ra Bác sĩ ái ngại Dạ nhưng thiếu phu nhân chưa tỉnh Sức khỏe còn yếu Cứ để con bé ở đây đi Và hôm nữa chúng ta đến đón về Trác ra cũng được Ông Trác lên tiếng nói Ông bà Hàn im lặng không nói gì Ông bà cũng không biết nói sao Làm gì để xin lỗi ông bà Trác tha thứ Kiệt nghe ông Trác nói vậy Đi nhanh quỳ xuống chân ông Trác Anh không thể không có ly được Ba mẹ cho con thêm một cơ hội Con biết lỗi rồi Đứa bé không thể không có ba Không có còn hơn có người ba khốn nạn như cậu Lần trước tôi cảnh cáo cậu thế nào Cậu hứa với tôi những gì Cậu làm tôi thất vọng quá đấy Kiệt ngồi bệt xuống Phải rồi anh quá khốn nạn hèn hạ Anh làm tổn thương ly quá nhiều lần Anh không còn tư cách làm chồng cô không còn tư cách để làm ba bảo bối trong bụng cô Ly được chuyển lên phòng VIP của bệnh viện Trác Gia Tất cả mọi người đi vào với cô Nhưng chỉ kiệt lặng lặng đứng ở ngoài nhìn vào Anh không còn mặt mũi nào gặp cô Và anh sợ khi gặp anh Cô lại kích động một lần nữa Ly lờ mờ mở mắt nhìn quanh Cô biết mình ở bệnh viện Cô đặt tay lên bụng hốt hoảng bật dậy Khi nãy bụng cô đau lắm Ly à con tỉnh giữa Bà Hàn ánh mắt đỏ ao Con của con đâu rồi đứa bé còn trong bụng con chứ mọi người nói cho con biết đi con bình tĩnh đi đứa bé không sao đâu con đứa bé vẫn ở trong bụng con cô thở nhẹ Bảo bối của cô không sao không sao rồi cô nhìn mọi người thì không thấy kiệt gió nước mắt lặng lẽ rơi ly à ba mẹ xin lỗi con bây giờ tôn trọng quyết định của con có muốn thế nào ba mẹ cũng đồng ý ly nằm xuống giường nhìn lên trần cô làm gì đây cô không muốn rời xa anh cô không muốn con mình không có ba ông trác nói tôi xin phép anh chị cho tôi đón ly về trác ra tôi không thể để con bé chịu thêm tổn thương nữa ông bà hàn cúi đầu được rồi tôi xin lỗi cũng một phần là lỗi của chúng tôi tôi không trách anh chị cô không có ba mẹ nào muốn con mình như thế lấy nước mắt chảy ướt gối vậy là cô phải về trác ra tại sao lúc cô nói thì dễ dàng Để khi thực hiện trong lòng đau thế này Lý mỗi lần nhớ đến Kiệt Trái tim cô đau nhói Cô yêu anh, yêu để quên cả bản thân Lý nhìn cánh cửa phòng Thấy gương mặt của Kiệt nhìn cô qua ô kính Lý quay mặt sang chỗ khác bật khóc Kiệt đứng nhìn Lý một lúc Rồi bỏ đi Anh phải đi tìm người hãm hại anh và cô thành ra thế này Kiệt đi đến trung cư của tiểu du Vừa thấy anh Vệ sĩ mở cửa cho anh đi vào Tiểu du lo sợ ngồi bó gối ở sofa Cô khi nãy định trốn đi như không được Vì kiệt bảo người canh giữ khóa cửa lại Nhưng tiểu du tin kia không nhẫn tâm giết chết cô đâu Cô tin tình yêu của anh dành cho cô còn đó Kiệt đi vào trên người hừng hực lửa giận Anh đi nhanh tới bóp cổ tiểu du đè xuống sofa Anh yên răng kênh cách Trương tiểu du Kiệt à tha, tha cho em tha cho em à Cô gỡ tay anh khỏi cổ như không thể Tại sao cô dám làm thế à Kiệt nói và lực tay càng mạnh hơn Em, Kiệt bóp cổ Tiểu Du đến lúc cô sắp chết thì mới buông ra. Anh ngồi ngã người ra ghế, anh trách Tiểu Du ư, anh phải trách anh mới đúng. Nếu anh không mềm lòng, không nhân từ thì không có ngày hôm nay. Tiểu Du có tội một thì anh có tội gấp trăm lần. Tiểu Du khó khăn nói, Kiệt à, mặt anh sao thế? Kiệt cười nhạt, anh đáng bị như vậy, đúng ra phải hơn như thế nữa. Kiệt, anh còn yêu em đúng không? Dù em làm gì anh cũng tha thứ cho em đúng không? Tôi còn yêu cô cho đến khi Ly xuất hiện. Cô ấy làm tôi quên được cô. Đối với tôi bây giờ cô ấy là tất cả trong tim tôi. Cô ấy đến bên tôi với tình yêu chân thành. Cô ấy có thể thức ngồi chờ tôi đến 2-3 giờ sáng. Cô ấy tình nguyện ngủ trên sofa để tôi ngủ một giấc ngon lành. Tất cả mọi thứ của cô ấy đều cho tôi. Nhưng tôi làm cô ấy hết lần này đến lần khác tổn thương. Tôi là thằng khốn nạn. Tôi không xứng với tình yêu chân thành của cô ấy giọt nước mắt của kiệt lan dài khi nhớ hình ảnh ly ngồi co do trên sofa ngủ gục tiểu du dùng cách cuối cùng cô đứng dậy kéo khóa đầm của mình xuống rồi ôm chầm lấy kiệt vệ sĩ đứng ngoài nhìn vào nhăn mặt anh chưa bao giờ nhìn thấy ai mặt dày như trương tiểu du kề cười nhạt rồi kéo tay tiểu du cô gái hiền lành dễ thương của anh ngày xưa đâu rồi tại sao cô trở thành người con gái đáng sợ mưu mô thế này giọng cô ta ngọt ngào kia da anh nhàn nhạt, nhạt nói cô muốn lên giường với tôi à em sẽ chiều chuộng anh hơn ly cô ta như thế làm sao biết chiều anh chứ tiểu du vẽ vòng vòng trên ngực anh vậy cô biết ư tất nhiên à tiểu du mỉm cười kiệt đứng dậy đi ra ngoài tiểu du cứ nghĩ anh đóng cửa thì mừng rỡ vô cùng cô ta làm rất tốt đấy và đang bị điên các người hiểu chứ à kiệt nói với vệ sĩ của mình anh không muốn mọi chuyện thành thế này đâu nhưng đây là tự trương tiểu du chuốc lấy kiệt nói rồi bỏ đi không quay lại nhìn tiểu du một lần cô thấy anh bỏ đi đứng dậy gọi kiệt à anh đi đâu thế vệ sĩ lôi tiểu du đi đêm đó cô ta không nhận thức được và cuối cùng bị tống vào bệnh viện tâm thần những ai không bị bệnh tâm thần như bà trong đó một thời gian chắc cũng hòa nhập thôi kiệt vào trong xe ngã người sau ghế anh phải làm sao bây giờ anh nên buông tay hay níu kéo ly nhưng anh còn mặt mũi nào gặp cô còn mặt mũi nào để cầu xin cô tha thứ Kiệt cười nhạt bảo tài sẽ lái đi quán bar Anh thực một uống say quên đi tất cả mọi thứ Anh uống hết ly này đến ly khác Hiên nhìn thấy nhách môi cười Mấy hôm trước chọc quê anh Bây giờ lại thê thảm hơn anh à Đàn ông gì mà mềm lòng thế Thế này làm được cái việc gì nữa Hiên nhấp nhẹ rượu rồi cười nhạt Kiệt mặc kệ Hiên cứ thế uống Đàn ngồi gần đó nhìn Kiệt uống rượu Mà nhách môi cười Lúc đàn ông hưng phấn nhất là lúc có rượu trong người Đan ngồi quan sát Kiệt tận 1 giờ sáng, qua 2 giờ Kiệt và Hiên Loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Kiệt định lên xe đi về, Tiểu Đan níu tay anh. Kiệt hiếp mắt lại, một cô gái nữa muốn chết à? Kiệt à, cho em qua ra một đoạn được không hả? À? Tiểu Đan nũng nịu nói. Muốn lên giường không? Tiểu Đan mở mắt bất ngờ, sao lúc say Kiệt dễ dãi thế nhỉ? Được ạ, à, em muốn là người phụ nữ của anh. Kiệt cười nhạt rồi quay sang nhìn vệ sĩ của mình. Cho cô ta vào chơi với Trương Tiểu Du đi Ngay sau đó Đan bị vệ sĩ của Kiệt bắt lên xe Đan đúng là xui xẻo Chào không đúng người Còn không đúng thời điểm luôn Lìa bệnh viện 3 ngày Được xuất viện về trác ra Kiệt ba đêm nay Tối nào cũng đến bệnh viện Nhìn cô như không dám vào Anh biết lỗi lầm mình gây ra cho cô quá lớn Lời nói của anh bây giờ Cô không còn tin tưởng Hôm nay anh đi đến trác ra gặp cô Và cũng để xin lỗi mọi người Ba mẹ có mới đến Ông Trác lên tiếng Cậu đến làm gì Ly không về với cậu đâu Con bé không bao giờ tha thứ cho cậu Vâng con đến đây xin lỗi Ly và ba mẹ Con đã làm ba mẹ thất vọng Kiệt cúi đầu nói Anh bây giờ chẳng còn mặt mũi nào Để xin ông bà Trác và Ly cho anh cơ hội Cậu định giải quyết chuyện này thế nào Ly muốn sao con cũng đồng ý ạ Ông Trác cầm ly trà nhấp một ngụm Vậy được rồi Kiệt được ông bà Trác cho lên phòng để gặp Ly anh muốn lên xin lỗi cô về những việc làm đã qua cánh cửa phòng ngủ của ly bật mở kiệt đi vào nhìn thấy ly đang ngồi giữa lưng trên thành giường ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ ly ly giật mình quay qua nhìn kiệt khi nhìn vào mắt của anh trái tim cô đau nhói ly quay mặt sang chỗ khác cô bây giờ không biết phải làm thế nào anh xin lỗi em ly à anh làm chồng nhưng lại không xứng làm chồng anh yêu em nhưng không xứng với tình yêu cao cả của em Anh biết mình không còn cơ hội nào để bù đắp Anh ngàn lần xin lỗi em Giọt nước mắt của cô rớt xuống Anh yêu cô tại sao lừa dối cô Anh yêu cô như quan tâm tiểu du hơn Ly, bây giờ em muốn thế nào cũng được Anh nghe theo em Nhưng anh muốn nói với em một chuyện Anh không bao giờ phản bội em Anh không bao giờ đi ngoại tình Anh xin lỗi vì vô tâm với cảm nhận cảm xúc của em Ly không nói gì cũng không nhìn anh Thôi được rồi Em nghỉ ngơi anh về đây Kiệt cười khổ Anh nghĩ tội nghiệp anh như vậy sẽ được cô thương tình bỏ qua Như không Cô bây giờ khác xưa Không còn tình yêu say đắm tha thứ hết những lỗi lầm của anh nữa Ly quay qua nhìn bóng lưng Kiệt Mấy nay không gặp anh Cô rất nhớ anh Mấy nay không được anh ôm ngủ Cô cũng không ngủ được Cô quen với cuộc sống có anh Bây giờ cô và bảo bối phải biết làm sao đây Kiệt không về Hàn Gia mà đi thẳng tập đoàn. Anh không biết đối diện với ba mẹ thế nào. Anh đã làm mất mặt Hàn Gia. Kiệt ngày đêm vùi đầu vào công việc để không nhớ đến cô. Nhiều lúc anh nhớ cô sắp phát điên, muốn ôm cô trong lòng, muốn hôn bờ môi mềm mại của cô. Ngày hôm sau lúc 10 giờ tối, anh bảo tài xế lái xe đến Trác Gia. Anh muốn được thấy cô. Phòng đi làm về thấy Kiệt đứng dưới nhà nhìn lên trên phòng của Ly. Cơn giận của anh bừng bừng anh mở cửa xe đấm vào bên mặt của kiệt kiệt biết là phong cho nên đứng yên để phong đánh mình anh xứng đáng bị thế này cậu đến đây làm gì ly không bao giờ tha thứ cho cậu đâu tôi biết tôi chỉ là đứng đây nhìn thôi kiệt cười khổ anh đứng đây nhìn thôi chứ đâu có trèo tường lên anh biết mình dù có trèo lên cũng bị ly đuổi xuống mất đi rồi mới biết trân trọng à lúc ly bên cạnh cậu vô tâm với em ấy mất đi rồi thì đứng đây nhìn à anh muốn nói gì cũng được Muốn đánh tôi cũng được <laughs> Cậu nghĩ đánh cậu Thì Ly thương hại cậu chắc Dù tôi đánh chết cậu Ly không bao giờ quay về bên cậu Kiệt nhếch môi cười Dù anh chết trước mặt cô Cô không bao giờ tha thứ cho anh Ly ở trên phòng nhìn xuống Thấy Kiệt và Phong nói chuyện gì đó với nhau Cô đặt tay lên bụng mình Cô có nên tha thứ cho Kiệt lần này không Cô tin Kiệt không phản bội mình Nhưng khi cô nhớ đến hình ảnh Anh ôm âm trương tiểu du Cô không chịu nổi anh hứa với cô những gì Cô sợ anh thất hứa một lần nữa 6 tháng sau Ly bây giờ bụng to lên Cô mang thai tháng thứ 8 thai kỳ Kể 6 tháng nay bùi đầu với bia rượu Rồi công việc để quên đi nỗi nhớ về Ly 6 tháng nay không đến gặp cô Nhưng khi đêm về Anh lái xe đến Trác ra nhìn lên phòng cô 6 tháng nay Ly vô cùng nhớ anh Mỗi tối cô xoa bụng rồi tâm sự với con Ông bà Hàn cứ cách một tuần lại đi qua Trác ra thăm cô Bà thấy cô buồn mà cũng xót xa lắm Kiệt cũng không về sống ở Hàn Gia như trước Cách hai ba tuần anh về thăm ông bà rồi lại đi ngay Mỗi khi anh về nhà Anh lên phòng ngủ không chịu nổi nỗi nhớ cô Anh bây giờ buông tay không níu kéo cô nữa Anh biết mình không xứng đáng với cô Sẽ có người khác tốt hơn anh bảo vệ và chăm sóc cho cô thật tốt Ly ghét và hận anh Anh bỏ rơi cô và con à Anh không thèm năn nỉ cô một lần mỗi lần bà bối đạp cô đều bật khóc vì nhớ anh kiệt anh tàn nhẫn với em lắm hôm nay cô đi dạo phố cho đỡ ngột ngạt mấy tháng nay cô rú rú trong biệt thự mà muốn phát điên ly đang đi trên đường bà bối trong bụng cô đạp mạnh làm cô ôm bụng nhăn nhó kiệt ngồi trong xe nhìn thấy lao ra đỡ lấy ly em sao thế đo bụng à cô nghe giọng nói của anh mà ngước lên nhìn gương mặt hình dáng này làm cô ngày đêm nhớ mong Lý mắt đỏ ao đẩy anh ra 6 tháng nay anh làm gì anh đi đâu không đến tìm cô 6 tháng bỏ rơi cô và con Hôm nay tìm cô để làm gì Kiệt bị cô đẩy ra mà cười nhạt Dù 6 tháng hay 6 năm Cô vẫn không tha thứ cho anh Em và con khỏe chứ Cô nghe anh hỏi nước mắt tuôn trào Khỏe không à Anh quan tâm đến hai mẹ con cô à Ừ khỏe Vậy tốt rồi anh xin lỗi Cô quay lưng với Kiệt Xin lỗi thì được gì Xin lỗi có làm trái tim cô không còn đau vì anh không Ly à Bụng em to rồi Em đừng đi lại nhiều và đứng lâu không tốt đâu Anh có quan tâm đến tôi à Anh mặc kệ hai mẹ con tôi đi Anh đi vào quan tâm tiểu du của anh ấy Cô nóng giận hét vào mặt anh Đừng kích động mà Ly Là anh sai rồi Anh không nên xuất hiện trước mặt em là được chứ gì Anh hoảng hốt khi thấy cô kích động Anh sợ cô như thế này Nên 6 tháng qua không gặp cô đúng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cô nói rồi quay lưng đi về trác ra kiệt nhìn bóng lưng cô trái tim đau nhói anh thực hối hận hối hận vì lúc trước không trân trọng cô anh rất muốn xin cô cho mình cơ hội bù đắp nhưng anh sợ sợ cô lần nữa kích động cô về trác ra lên phòng khóc nước nở cô nói như vậy anh liền không đuổi theo tại sao anh không mặt dày như trước tại sao không ôm cô lại cô thèm cái ôm của anh mà Ông bà chắc thấy con gái đau lòng Con gái ông bà ra lại đau khổ trong tình yêu thế này Bà đi lên phòng an ủi cô Bà sợ cô khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe Đưa khóc nữa Ly à Còn có cả đứa bé trong bụng nữa Bà ôm cô trong lòng Mẹ à Anh ấy không yêu con nữa rồi Anh ấy bỏ rơi con và bảo bối rồi Cô khóc nức nở Cô yêu anh nhiều như vậy Nhưng đổi lại thì chẳng được gì cả Duyên nợ của con và Kiệt chỉ thế thôi con hãy buông bỏ đoạn tình cảm đó Để chăm sóc cho con của con sau này Nhưng đứa bé không có ba Sau này đi học sẽ bị bạn bè cười nhạo Đứa bé sẽ rất tủi thân mẹ à Mẹ tin là Kiệt làm tròn trách nhiệm của người ba Bà an ủi cô Ông bà chắc biết Kiệt đêm nào cũng đến đây nhìn lên phòng cô Mỗi lần anh đến Vệ sĩ gác cửa đều nói với ông bà Ly nghe bà chắc nói thì khóc nhiều hơn Làm tròn trách nhiệm của người ba Với cô thì sao anh từng hứa bù đắp cho cô Tại sao lúc nào cũng thất hứa rồi thất hứa Tại sao nói yêu cô Nhưng lại không đến tìm cô Vậy là cũng đến ngày ly vượt cạn Cô đau bụng vào lúc giữa đêm Kiệt được vệ sĩ thông báo Lập tức chạy đến bệnh viện để xem ly thế nào Ông bà Trác Ông bà Hàn và Phong Cùng với vợ chồng của Lý đứng ở bên ngoài lo lắng không tôi Còn bà Trác thì vào phòng sinh với cô Nhìn thấy Kiệt đi tới Phong đuổi anh về Cậu về đi, Ly không cần cậu quan tâm Tôi chỉ đứng đây thôi Tôi sẽ không cho Ly thấy mặt Đau, đau quá Cô la hét trong phòng sinh Cô muốn được gặp Kiệt Muốn được nắm tay anh cùng vượt cạn Nghe tiếng thét của cô trái tim anh đau nhói Anh đứng trước cửa phòng sinh chỉ muốn xông vào với cô Lý thấy như vậy kéo phong ra rồi để cho Kiệt lại Ở trong phòng sinh Ly đã bụng hơn 2 tiếng mà vẫn chưa mở đủ phân Đau quá, đau quá Kiệt à Kiệt ơi em đau lắm Cô nước mắt rơi cả khuôn mặt, cô bây giờ cứ hét lên là gọi anh, "Lia, con đừng khóc nữa." Bà Trác liên tục an ủi cô, nhưng bây giờ cô chẳng nghe được gì, trong đầu chỉ có Kiệt và bảo bối tôi. "Lia." Bà Trác thấy cô khóc nhiều, chắc chắn không đủ sức để mà dặn sinh con, bây giờ chỉ Kiệt mới giúp cô có động lực để sinh. Bà buông tay Ly chạy ra ngoài phòng sinh, bảo ông bà Hàn hãy gọi Kiệt đến. Vừa mở ra, bà thấy Kiệt đứng bên ngoài, tay chân run rẩy. Ly, Ly thế nào rồi ạ? À? Mọi người chạy lại nhìn bà hỏi về tình trạng của Ly Nhưng bà nhìn Kiệt Cậu vào với nó đi, nó cần cậu lắm đấy Con không cho phép Phong đứng ra cản anh lại Thôi để Kiệt vào đi, Ly nó đang đau lắm Kiệt được bà chắc cho vào Thì lập tức chạy vào phòng sinh với Ly Nhìn cô đau đớn trên giường sinh Mắt anh đỏ ngầu Người con gái này vì anh làm tất cả Vì anh mà đau đớn như thế này Kiệt chạy lại nắm chặt tay cô Anh đặt nụ hôn lên trán cô Đau, đau quá Ly à Nghe tiếng của Kiệt cô quay qua nhìn rồi bật khóc nức nở Là anh à Em đau, em đau lắm Anh đây, em cố gắng một chút đi Mở đủ phân rồi tiểu thư à Cô bình tĩnh và thở đều Tôi đếm đến ba là cô dặn nhé Ly, anh ở đây với em, em cố gắng chút nào Ly nhẹ gật đầu Tay nắm chặt tay Kiệt Sau một lúc cố gắng cô vượt cạn thành công Cùng bé trai kháu khỉnh giây phút đứa bé cất tiếng khóc chào đời là lúc kiệt rơi nước mắt do nước mắt của sự hạnh phúc cô không còn sức cô ngất luôn trong cái ôm của anh kiệt nhìn đứa bé rất lâu anh sợ sau khi rời khỏi cánh cửa này thì không còn nhìn thấy hai mẹ con ly nữa anh đặt nụ hôn lên trán cô và đứa bé rồi rời đi còn cô được chuyển lên phòng vip của bệnh viện trác ra ly hai tiếng sau tỉnh lại cô nhìn quanh không thấy kiệt đâu anh bỏ đi rồi à hay tại cô nhớ anh nên sinh ra ảo giác đây? Ông bà Hàn đứng nhìn đứa cháu nội của mình không dám bế. Ông bà cảm thấy có lỗi với Ly và ông bà Trác lắm. Cô thiểu thảo nói, ba mẹ à? Ông bà Hàn hỏi, con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có khỏe rồi à? Ông bà Trác thấy cô tỉnh thì bế cậu bé lại cho cô. Ông Trác rất không vui khi đứa bé đường nét nào cũng giống kiệt. Bà Trác đặt cậu bé vào tay Ly. Cậu bé bây giờ ngủ say trông đáng yêu lắm. Lý nhìn con mình nước mắt lăn dài, đúng là giống anh thật đấy. Nhìn thế nào cũng không giống cô gì cả. Kiệt đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào mà nước mắt tuôn rơi. Anh rất muốn tiến lại nhưng anh sợ cô kích động. Anh biết phụ nữ sau sinh mà kích động không tốt cho sức khỏe. Lý, anh xin lỗi. Kiệt nói rồi rời đi. Anh không thể đứng ở đây. Nếu không, anh không kiềm lòng được mà chạy vào bên trong. Lý quyết định đặt tên cho đứa bé là Thế Vĩ dù mọi người chắc ra đều không đồng ý lý quyết định đặt tên đứa bé hàn thế vĩ dù mọi người chắc ra không đồng ý cô muốn đứa bé mang họ ba vì con cô có ba cô không muốn đứa bé tủi thân vì không giống như bạn bè một tháng trôi qua kể từ khi cô sinh con đứa bé rất đáng yêu bụ bẫm và háo ăn nữa ông bà hàn cách vài ngày đến thăm hai mẹ con ông bà rất biết ơn ông bà chắc vì để cho ông bà nhận cháu và thăm cháu kể đến chắc ra để thăm ly nhưng phong đuổi anh về còn nói nếu anh đến nữa sẽ để hai mẹ con rời khỏi thành phố này kiệt vì muốn được nhìn thấy cô anh không đến trác ra nữa anh thà đứng từ xa nhìn cô quan tâm cô là được anh biết lòng tin của cô dành cho anh không còn và biết cô không để anh nhận đứa bé ông bà hàn thấy kiệt như vậy cũng đau lòng ông bà thường xuyên chụp ảnh đứa bé cho anh xem mỗi lần thấy ảnh của đứa bé anh đều khóc khóc cho đứa con tội nghiệp của mình vì không cảm nhận được vòng tay ba Lý nói trong lòng Chỉ cần anh đến tìm cô, cô tha thứ cho anh Cô nhớ anh Mỗi lần nhìn vào con, cô đều khóc vì nhớ anh Kiệt hôm nay đến tập đoàn khuất thị Để tìm Hiên tâm sự Hiên bây giờ tâm hồn phơi phới Vì biết Vân sinh con cho anh Cánh cửa phòng làm việc của Hiên bật mở Kiệt mặt mày ủ rũ đi vào Nhìn thấy Hiên đang bế Tiểu Hiên ngủ trên ghế làm việc Hiên hôm nay bế Tiểu Hiên đi theo lên tập đoàn Vì ở nhà ông bà khuất cứ dành bế với anh Hiền chịu không được thiệt thòi Nên sáng sớm bế thằng bé đi theo mình Cậu bây giờ vui nhở Ừ vui lắm đấy Hiền mỉm cười hôn vào cặp má bánh bao của con Kiệt nhìn Hiền mà ganh tị Anh muốn được bế con mình Cũng muốn hôn vào mặt cậu bé Hiền thấy Kiệt cũng tội nghiệp Bế đứa bé đi ra đuổi anh Tôi giàu dùm cậu luôn đấy Muốn bế nó không Tôi không biết bế đâu Lỡ ngã con cậu có lấy giết tôi à Vân vì nhớ Tiểu Hiên và sợ cậu bé đói nên đến tập đoàn tìm Hiền vừa bước vào thấy cả hai nói chuyện với nhau khá căng thẳng Hiền kể cho Vân nghe mọi chuyện của Kiệt cô thực là tội nghiệp anh vì không được nhận con mình em và con vào phòng nghỉ đi Hiền đưa thằng bé cho Vân để cô cho ti sữa cô mỉm cười ngọt ngào Kiệt đợi Vân bước vào phòng rồi lúc này nhếch môi cười Hiền tối đi ba chứ không đi đâu Hiền dạo này cứ đi làm rồi về nhà từ lúc Vân sinh đến giờ Trong người anh không bao giờ có mùi rượu Cậu đúng là bạn tốt thật Hiền bật cười Ai bảo lúc anh đau khổ thì kia gọi đến chọc quê anh Thôi được rồi Tôi phải xin vợ cái đã Tôi không muốn giống như cậu đâu Buổi tối đó Hiên năn nỉ hôn hít Vân đủ kiểu cô mới cho đi Cô không thích Hiên đi ba uống rượu tẹo nào Đến gần một giờ tối Cả hai mới rời khỏi quán ba Hiên ngay lập tức lên xe về khuất ra với Vân Kiệt nhìn anh mà nhếch môi cười anh bảo tài xế để anh một mình lái xe Anh muốn được yên tĩnh Xuống xe đi Bảo mọi người về Hàn ra trước đi Tôi đi hóng gió Tôi chở cậu cậu say rồi đi ạ Tôi không sao đâu tôi muốn đi một mình Kiệt nói rồi lái xe hun hút trên đường Từ rất lâu anh chưa lái xe Anh vừa lái vừa cười Cười cho số phận của mình Tại sao ly dứt khoát với anh như vậy Tại sao không tha thứ cho anh một lần Anh biết lỗi rồi cơ mà Hiền đi về khuất ra Vừa lên giường ôm lấy Vân định ngủ thì điện thoại reo lên và thông báo kẻ gặp tai nạn giao thông được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiền và Vân giật mình hốt hoảng chạy vào bệnh viện của Hàn ra. Ông bà Hàn được thông báo đến bệnh viện giữa đêm. Bà Hàn khóc ngất lên ngất xuống được Vân dìu lấy. Hiền yếu mày nhìn phòng cấp cứu. Nếu kiệt xảy ra chuyện gì, anh thề nhất định đạp đổ chác ra bằng mọi giá. Tại chác ra mà bạn thân gần 30 năm của anh mới như thế này. Kiệt đã kể cho Hiên nghe mọi chuyện Hiền thừa nhận Kiệt có sai đó Nhưng đâu đến mức không cho vào nhà gặp con hay là gặp Ly Bà Hàn quỳ xuống nền Kiệt đã đứng bỏ mẹ Mẹ không sống nổi đâu con à Vân thấy vậy an ủi bà Ba gái ơi bác bình tĩnh Chắc chắn Kiệt sẽ không sao đâu ạ à. Vân thở dài nhìn Hiền Tại sao lại đày đoạ nhau thế này chứ Nếu còn yêu sao không tha thứ cho nhau Vì Kiệt bị thương nặng cho nên cần phẫu thuật anh bây giờ buông bỏ mọi thứ Buông bỏ ly Buông bỏ cuộc sống này Sáng sớm ông bà chắc hay tin Nhưng không dám cho Ly biết Đợi khi tình hình của Kiệt ổn định Ông bà mới nói Ly cả đêm không ngủ vì dỗ tiểu vĩ Cô không hiểu sao Thằng bé cứ khóc nhiều lại còn không chịu ti nữa Ly sáng sớm mở điện thoại xem thấy báo chí đưa tin Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị Hàn Thế Kiệt bị tai nạn giao thông không rõ tình hình Cô mở to mắt Nước mắt rơi ra lộp đột Đôi chân run rẩy chạy xuống nhà Cô không tin đây là sự thật Tại sao anh lại bị như thế Ba mẹ à Kiệt bị tai nạn giao thông Cô phải đến bệnh viện đây Cô giàn rũa nước mắt nói Bà chắc ôm lấy cô Ly con đừng kích động Con mới sinh được một tháng thôi đấy Không Mau chuẩn bị xe cho con đi Ông bà chắc nhìn Ly như vậy Không đành lòng mà nghe theo cô Chuẩn bị lên xe đến viện Chiếc xe vừa lái vào bệnh viện Ly chạy xuống nhanh về phòng cấp cứu Nhưng khi cô đến Kiệt chuyển lên phòng phẫu thuật. Vì kẹt thang máy, Ly chạy bộ lên phòng phẫu thuật, mặc kệ mình chỉ mới vừa sinh con một tháng. Ly chạy tới, thấy ông bà Hàn ngồi đó gương mặt buồn rầu. Mẹ à, Kiệt đâu rồi? Anh ấy sao rồi ạ? À? Kiệt, Kiệt nó đang... Cô đến đây làm gì vậy chắc tiểu thư? Cô về chắc ra đi, cô có quan tâm đến Kiệt à? Nghe Hiền nói, cô thực sự ngỡ ngàng. Ly ôm mặt bật khóc. Tôi, tôi không muốn, tôi không muốn ông bà trác đi lại ôm lấy ly ông bà biết kiệt bị tai nạn một phần do ông bà ông bà quá nhẫn tâm biết kiệt đêm nào cũng đến nhưng không nói cho ly biết để cô hiểu lầm anh không quan tâm tới cô nữa hiền nói với ông bà trác các người về đi nếu bạn tôi có vấn đề gì trác gia và trác thị không yên với tôi đâu tôi đã nói được thì tôi sẽ làm được hàn thị khuất thị và trác thị hiện ngang nhau trên thị trường nếu Hiên muốn đạp đổ chắc thì e là cũng rất khó khăn Vân kéo anh ra xa Anh à đừng có nóng tính như thế Kiệt ơi em xin lỗi Ly vừa khóc vừa nói Đừng bỏ rơi em được không Em biết mình không nên như thế Em tha thứ cho anh mà Là tại em Cô biết mình sai rồi Tại sao cô không tha thứ cho anh Tại sao dứt khoát như vậy Vân nhìn thấy mà xót xa Tình yêu phải có sự tha thứ bao dung dù gì Kiệt cũng không làm gì quá đáng Tiểu Du và Kiệt từ nhỏ cuốn quýt lấy nhau như anh em ruột Nếu bảo anh bỏ Tiểu Du giữa lúc cô ấy khó khăn thì anh không đành lòng Cái sai của Kiệt giúp đỡ sai cách Quan tâm sai cách nên xảy ra vấn đề hôm nay Kiệt à Chỉ cần anh không sao em tha thứ hết cho anh Em sẽ về nhà với anh Em không đi đâu nữa Kiệt Anh còn chưa được gặp con Anh còn chưa bế thằng bé Con chúng ta đáng yêu lắm Nó giống anh lắm Em xin anh đừng rời bỏ hai mẹ con em Cô đứng đến chạy trước cửa phòng phẫu thuật Mẹ hét vào nhằm cho Kiệt nghe thấy Em cần anh Con chúng ta cần anh Anh không được bỏ rơi em Cô đập tay vào cánh cửa Bây giờ cô không bình tĩnh nổi nữa Ông bà chắc thấy cảnh này cảm thấy tội lỗi không thôi Nếu ông bà để Kiệt vào nhà gặp Ly Thì đâu xảy ra chuyện hôm nay Một buổi chiều Ly dắt tay đứa bé 4 tuổi Đi khỏi xe vào Nghĩa Trang mình đi thăm ba hả à, mẹ, sao ba không về với chúng ta? Đứa bé chính là Thế Vĩ, cậu có gương mặt y đúc kiệt, tính tình cũng giống anh. Giọt nước mắt của cô rơi xuống. Ba dẫn mẹ đấy, ba không về với chúng ta nữa. Con năn nỉ ba được không ạ? À? Bạn bè trong lớp con ai cũng có ba, chỉ mình con không có thôi. Cô ngồi xuống ôm cậu bé trong lòng, tại cô mà con không có ba, tất cả là tại cô. Mẹ xin lỗi. Mẹ à, mẹ đừng khóc. Thế Vĩ hôn vào má cô. Rồi chạy đến phần bia mộ của Hàn Thế Kiệt Dừng trước bia mộ của anh Cô đặt bó hoa cúc trắng Rồi lấy khăn lau di ảnh của anh Em và con ra thăm anh đấy Anh nhớ hai mẹ con chứ Giọt nước mắt của cô lan dài Em xin lỗi đừng giận em được không Tha thứ cho em Tại em gia đình hạnh phúc của chúng ta phải như thế này Cô à khóc như đứa trẻ Mỗi giây phút cô nhớ đến anh Cô giận bản thân vì không cho anh cơ hội là chính tay cô cắt đứt tình cảm của bọn họ, chính tay cô làm cho vĩ không có ba. mẹ à mẹ đưa khóc, vĩ lau nước mắt cho cô. ly ôm vĩ, tại cô vĩ mới không có cái ôm của ba, tại cô cho nên mới vừa một tháng tuổi đã mồ côi ba. vĩ à con thấy ba rất đẹp trai đúng không? ba là người tuy lạnh lùng nhưng ấm áp. tuy ba mẹ không có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng lúc nào bên cạnh ba con mẹ cũng thấy hạnh phúc. đúng thế. Tuy thời gian cả hai chung sống chỉ mấy tháng Nhưng cô rất hạnh phúc Cô nhớ thời gian cô và anh đi trăng mật bên Hàn Quốc Anh nắm tay cô chơi trượt tuyết Rồi cõng cô đi dạo khắp nơi Thời gian đó là lúc hạnh phúc nhất Vui vẻ nhất của cô Cô được ở bên anh Sáng cùng nhau mở mắt chào ngày mới Đêm đến mặn nồng bên nhau Cô càng nhớ thì càng khóc Cô làm sao thì anh mới quay về bên cô Cô mệt cô cô đơn lắm Tại sao anh hứa bên cạnh chăm sóc cô nhưng bây giờ anh ở đâu Kiệt đã anh ở đâu chứ Tại sao cứ hứa rồi thất hứa thế này Kiệt Anh xem con chúng ta rất lớn Thằng bé nhìn điểm nào cũng giống anh Em cứ như đẻ thuê cho anh vậy đó Con chúng ta đi học rồi Thằng bé ngoan học giỏi lắm Anh biết không Chữ đầu tiên con biết nói đó là gọi ba Thằng bé cứ luôn miệng gọi anh đấy Nhưng tại sao anh bỏ em Anh có biết ngày anh mất Đó là ngày trái tim em mất theo anh không Cả thế giới của em mất đi rồi Tại sao khi đó không đến gặp em, không năn nỉ em? Em bảo anh đi là anh đi à? Anh đi không về với em và con luôn sao kiệt? Nước mắt cô rơi xuống, cô đưa tay vuốt ve di ảnh của anh. Ba ơi ba, ba đừng bỏ con, đừng bỏ mẹ. Con và mẹ làm sao thì ba mới về ạ? À? Ba không về với mẹ con mình nữa rồi. Sau này khi nhớ ba, chúng ta ra đây để gặp ba nhé. Cô lau nước mắt cho mình, cô không thể yếu đuối được cô bây giờ phải mạnh mẽ để bảo vệ con phải kiên cường để vừa làm ba vừa làm mẹ kìa à em và con phải về đây tuần sau em đến thăm anh nhé ba con và mẹ về ạ à. tuần sau con lại đến thăm ba cô mỉm cười nhìn tiểu vĩ hiểu chuyện thế này con của cô hiểu chuyện hơn những bạn bè cùng trang lứa khâu khóc nhè cũng chẳng đòi đi chơi ly dắt tay con rời khỏi nghĩa trang ngày anh rời khỏi cuộc đời cô là ngày trái tim cô chết đi Cô dặn lòng không mở lòng với bất cứ ai Mà sống một mình chăm sóc Vĩ trưởng thành nên người Nếu không vì Vĩ Cô nhất định sẽ theo anh Đừng bỏ em mà Kiệt Đừng bỏ em mà Kiệt à Cô trên người đầy mồ hôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng Khi nãy vì lo lắng kích động quá Cô ngất xỉu trước cửa phòng phẫu thuật Ly à đừng kích động nữa Kiệt nó không sao rồi Chiều nay nó tỉnh lại rồi Mẹ cô lên tiếng nói Thật không ạ? À? Anh ấy không bỏ con đúng không ạ? À? Cô quấn quáng, cô sợ cơn ác mộng vừa rồi thành sự thật, cô sợ mất đi anh. Thật mà, chiều nay cậu ấy tỉnh lại rồi. Ly vui mừng đến bật khóc, cô sợ lắm, sợ không có anh, cả thế giới của cô đều đặt lên anh mà. Cô rút cây kim khỏi tay mình rồi chạy đi tìm anh. Cô phải đi tìm anh, cô sợ anh biến mất lắm. Đi đến phòng bệnh của Kiệt, cô vui mừng khi anh ở đây. Anh không rời bỏ cô và tiểu vĩ giống như trong giấc mơ đó Kiệt à Cô đi vào sờ gương mặt của Kiệt Cô may không bị nặng Khi hết thuốc mê thì có thể tỉnh lại Em xin lỗi Em không nên giận anh lâu như thế Vân nhìn thấy Ly như vậy tội nghiệp quá Còn Hiên thì nhăn nhó mặt mày Sao phụ nữ rắc rối như vậy Người ta xin lỗi năn nỉ như thế Sao cứ giận dỗi hoài Ông bà Hàn nhìn thấy Ly hết giận kiệt Thì vui mừng trong lòng Hàn ra vui vẻ như ngày trước rồi Bảy giờ tối kiệt tỉnh lại Đầu anh bây giờ đau nhức Anh nhíu mày nhìn xung quanh thấy mọi người Còn thấy Ly của anh Anh nhắm mắt Nghĩ là mình bị ảo giác do tai nạn Ly và mọi người thấy anh tỉnh lại vui mừng Nhưng chưa kịp mỉm cười anh nhắm mắt lại Cố hốt hoảng nghĩa gặp chuyện gì đó Kiệt à Kiệt Mau gọi bác sĩ đi Mau gọi bác sĩ nhanh lên Cô nước mắt giàn rụa hô to Con làm sao thế hả Kiệt Bà Hàn khóc nức nở Bà chỉ có một người con trai thôi Từ nhỏ thằng con này là cục cưng cục ngọc của bà Kiệt nghe mọi người gọi như mình sắp chết Anh mở mắt ra nhìn Đây không phải là ảo giác Đây là hiện thực Cậu muốn tôi đấm cậu đấy hả Kiệt Hiền nhìn Kiệt thì liền hiểu Khi nãy anh cũng lo lắng lắm Anh chỉ có một người bạn thân này Kiệt mà chết thì chơi với ai đây Anh bị làm sao thế hả Kiệt anh đừng làm em sợ mà Cô sợ vào mặt anh Nước mắt rơi lã trã Anh, anh không sao Anh làm em sợ lắm đấy Anh đáng ghét thật Anh định bỏ rơi em à Anh định bỏ rơi con chúng ta đúng không Cái thằng này Nhà thuê tài xế để làm cảnh à Sao lại thành ra nông nỗi thế này Bà Hàn vừa khóc vừa mắng Nếu Kiệt có chuyện gì Chắc bà không sống nổi Con không sao đâu Mẹ đừng khóc nữa kiệt nhìn mẹ mình và ly khóc nức nở mà đau lòng anh đã làm cho hai người phụ nữ anh yêu nhất đời phải khóc phải lo lắng cho anh bác sĩ đi vào kiểm tra cho kiệt mọi thứ ổn định nhưng anh vẫn phải nằm viện để theo dõi sau khi bác sĩ kiểm tra báo cáo tình hình của kiệt thì đi ra ngoài hiên và vân thấy kiệt đã ổn định thì đi về nguyên cả ngày nay cả hai bỏ thằng bé ở nhà cho ông bà khuất để chờ anh tỉnh lại hiên nhìn thấy bạn mình không sao thì mới yên tâm để ra về được Ông bà chắc cũng không biết nói gì Làm gì với Kiệt Ông bà nhận ra Đời này Ly không thể yêu ai khác ngoài Kiệt Ly ngồi xuống ghế nắm tay anh Bàn tay anh thực ấm áp Thôi nào em đừng khóc nữa Bây giờ về nghỉ ngơi đi Anh sờ nhẹ vào khuôn mặt mịn màng của cô Nước mắt cô chảy dài Anh đuổi em à Đúng là đủ thất hứa Anh hứa bù đắp cho em Nhưng lại khiến em đau lòng như thế Anh sai rồi Anh có lỗi với em Đừng bỏ em một mình được không Em tha thứ cho anh, dù anh thế nào thì cũng tha thứ cho anh. Em không chịu nổi khi không có anh. Hôm nay em sợ lắm, sợ mất đi anh mãi mãi. Em còn mơ thấy ác mộng nữa, em mơ thấy anh bỏ rơi em và con. Kiệt ngồi dậy lau đi giọt nước mắt cho cô, dù ôm cô trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Không sao rồi, anh không thắt hứa nữa. Anh lúc nào cũng chỉ yêu mình em. Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh. Cũng may đó là ác mộng nếu không có lẽ cô không sống nổi ông bà hàn bên ngoài nhìn vào mỉm cười cuối cùng sau cơn mưa trở lại sáng cuối cùng mọi chuyện có một kết thúc đẹp một lúc lâu sau ông bà hàn đi vào ông bà cũng lo cho tiểu vĩ không có mẹ bên cạnh ly con về nhà chăm sóc tiểu vĩ đi có ba mẹ ở đây rồi ly buồn bã nhìn kiệt cô không muốn về cô muốn được ở cạnh anh anh mỉm cười nhìn cô em về nhà đi Tiểu vĩ còn nhỏ Ly đành ngậm ngùi ra về Cô thực muốn bế con đến đây Nhưng bây giờ trời tối rồi Và đây còn là bệnh viện nữa Sáng sớm Kiệt đang ngủ Cảm thấy có gì đó đè trên tay mình Anh mở mắt ra thấy Ly đứng nhìn mình Nhìn sang bên cạnh Tiểu vĩ nằm trong vòng tay anh Kiệt mỉm cười vuốt ve khuôn mặt của con Nhìn giống anh thật đấy Lại thất hứa Cô giả vờ giận dỗi đi lại sofa ngồi xuống Kiệt phi cười nhìn cô Cô đang ghen với con mình à này em ghen với con luôn à Cô chu môi Cô chưa tính sổ anh Việc cô mang thai rồi sinh con cực khổ đau đớn Nhìn tiểu vĩ lại không giống cô Mà giống anh Đến trưa Hiên và Vân đi vào bệnh viện thăm kiệt Cả hai còn bị thằng nhỏ theo nữa Gia đình này hạnh phúc thật Hôm trước còn thê thảm như sắp chết Hiên đi vào khịa kiệt Hai người lúc nào cũng vậy cứ gặp là cả khịa nhau Tất nhiên rồi Biết vậy lúc trước tôi đâm đầu vào xe cậu Lê bạm môi nhìn Kiệt Sao lại nói chuyện cái kiểu này Có biết là hôm qua cô sợ đến thế nào không Kiệt nhìn thấy Ly như vậy Không dám nói thêm Anh đành ngậm ngùi bế tiểu vĩ hôn vào cái má bánh bao của cậu bé Hiên cười cười vô vàng, anh Đúng là làm mất mặt đàn ông quá đấy Cậu thì hơn tôi à Hiên ho nhẹ rồi nhìn Vân Cô đàn nhớn mày thách thức với anh Ở thì đàn ông mà Hơn thua gì với phụ nữ Vân mỉm môi cười rồi đưa con cho anh bế Con anh thì anh bế đi này Hiên ngậm ngùi bế thằng bé Bây giờ trong khuất gia Vị trí quay xếp bét Lời nói quay trong nhà không có giá trị nào Tiểu Hiên chỉ lớn hơn Tiểu Vĩ vài tháng tuổi Vĩ khá buồn vì không được làm xui với Hiên Hiên và Vân ở lại chơi một lát rồi ra về Tiểu Vĩ trong vòng tay Kiệt thì khóc thét vì đói Nào đưa con cho em Cô đi lại bế con Nhưng tình huống khá là ngại khi phải cho con ti sữa của cô Anh, anh nhắm mắt lại đi kiệt nhíu mày nhìn cô con khóc sao không dỗ mà bảo anh nhắm mắt thì em dỗ con đi anh nhắm mắt thì em mới dỗ được chứ anh này nhắm mắt lại xem cô bày cái trò gì cô rón rén kéo khóa đầm để lộ bên ngực rồi cho con ti cậu được ti sữa cũng không khóc nữa Kiệt mở mắt nhìn thì ra cô cho con bú vậy mà bác anh phải nhắm mắt lại ư này sữa mẹ ngon vậy à anh cho người vuốt ve cặp má của cậu bé nhìn cái miệng nhỏ đang mút sữa mà bật cười còn anh háo ăn thật sự luôn Cô muốn đập cho anh một phát Cô ngại lắm rồi đấy Cô bảo anh nhắm mắt vào cơ mà Anh... Vì chuyện này em bảo anh nhắm mắt á Em làm nhanh chưa từng thấy Anh còn được thưởng thức rồi cơ mà Kiệt biết ly ngại mà trêu chọc cô Chọc gẹo cô thực sự rất vui Anh nhắm mắt lại đi Nhắm làm gì Ly sinh xong cơ thể mũm mĩm tròn trịa đáng yêu Anh thực thích cô như thế này Cô cho thằng bé ti xong rồi bế cậu bé qua nôi nằm ngủ. Kiệt nhìn con mình háo ăn mà bật cười. Kiệt kéo cô lại giường ngồi rồi kéo khóa đầm của cô lên. Tối đến cô nhất quyết không chịu về. Cô muốn ở đây với anh. Kiệt sợ cô tiếp tục nổi giận mà chiều ý cô. Sau khi cho con ti và du ngủ, hai người lên giường ôm nhau. Rất lâu rồi cả hai chưa được như thế này. Cô nét vào bờ ngực vạm vỡ của Kiệt. Cô nhớ anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Xin lỗi em, anh làm cho em buồn nhiều rồi Nhưng anh khẳng định anh không có ngoại tình Anh không quên giải thích Với những bức ảnh mà Tiểu Du đưa cô xem Anh không ngờ mình bị Tiểu Du Chơi cú đau như vậy Cô mỉm cười nói Em tin anh mà Thật đấy, bắt tay anh rõ ràng có vết sẹo Còn người trong ảnh thì không có Kiệt ngồi dậy nhìn cô Anh không muốn cô nghĩ anh là loại người như thế Dù em biết rồi Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy Dù anh thất hứa Nhưng không bao giờ phản bội em Cô thở dài Trong chuyện này cô cảm thấy mình yếu đuối nhu nhược Tại sao lúc đó không cùng anh giúp đỡ Tiểu Du Tại sao lúc đó không mạnh mẽ lý trí Vạch mặt Tiểu Du Cô dặn lòng Sau này sẽ không như vậy Cô không để cho người khác lăm le cướp mất chồng mình Chúng ta đừng nhắc chuyện này Mọi chuyện đã qua rồi mà Ừ anh xin lỗi em Mà anh cũng thực là Em bảo anh đi là anh đi ngay à Bảo anh đừng tìm em lại không đến gặp em à Đồ vô lương tâm đủ thân hứa Cô đánh nhẹ lên ngực anh Những lúc cần mặt dày thì anh không mặt dày Những lúc cô không cần Thì anh cứ như đắp bột lên vậy Hơn một tuần ở viện Kể xuất viện về nhà Nếu ở đó nữa chắc anh sẽ chết mất thôi Kể xuất viện đi qua Trác ra Thưa chuyện với ông bà Trác Ông bà cũng không nói gì mà đưa Ly về lại Hàn gia Ly dặn lòng Sau này dù giận anh thế nào Cũng không về Trác ra nữa đâu Đi qua đi lại cô mệt lắm rồi đấy Ông bà Hàn vui lắm Ngày ngày được bế cháu nội Được nhìn thấy hai vợ chồng Kiệt yêu thương nhau Ly bây giờ ăn kiêng để lấy lại vóc dáng Cô chỉ ăn món có sữa cho con ti thôi Cô sợ thân hình mập mạp sồ sề Anh chê cô mất Kiệt thì lại không thích vậy Anh thích cô mũ mím tròn trịa như thế mới đáng yêu Anh ngồi chơi cùng với tiểu vĩ trên giường mà suy nghĩ Biết thế anh bị tai nạn sớm để được cô tha thứ nhỉ Nên con xem, bà đúng là ngu nhở Kiệt cười cười nói với thằng bé Cô tắm xong ra ngoài thấy hai ba con ở trên giường Cô cảm thấy thế này quá là hạnh phúc Có anh có con Một gia đình nhỏ thật yên ấm Kiệt ở nhà tịnh dưỡng thêm một tuần thì đi làm Công việc của anh ở tập đoàn rất nhiều Cô nhìn anh thì cảm giác không nỡ Anh mới khỏe hơn chút đã lao đầu vào công việc Lúc này cô cảm thấy mình vô dụng Khi không giúp đỡ được cho anh San sẻ anh được cái gì Hai tháng sau Hai tháng trôi qua Kiệt và Ly hạnh phúc bên nhau thằng bé bây giờ đã gần 4 tháng cậu rất đáng yêu mập mạp cậu bé chính là tâm can bảo bối của hàn gia ly về ăn uống theo chế độ bây giờ vóc dáng không khác thời con gái là bao cô chỉ có da có thịt hơn chút thôi kiệt sáng đi làm chiều tối về nhà chơi cùng với hai mẹ con hơn hai tháng nay anh và hiên đều không xuất hiện ở quán bà. cả hai bây giờ chỉ có công việc và gia đình ly dạo này không vui với kiệt mỗi tối khi chơi cùng với tiểu vĩ xong là lăn ra ngủ không thèm đụng chạm gì đến cô lê nhìn mình trong gương thở dài cô cũng đâu quá tệ để anh chán chứ lê biết nhu cầu của kiệt cao lúc trước đêm nào cũng bắt cô lăn giường cùng cô hít mắt đi vào phòng trang phục thay đồ rồi lên tập đoàn tìm anh chẳng nhẽ do tai nạn anh bị liệt à dù thế nào cô phải làm ra lẽ mới được cô bây giờ chứ không phải cô của ngày xưa mà lúc nào cũng nhịn đâu cô đến tập đoàn lên phòng làm việc của anh chẳng thèm gõ cửa mà mở vào luôn ly thấy cánh cửa mở ra lại thấy kiệt chăm chú vào văn kiện có cô trợ lý giám đốc linh thì cứ đứng đó chờ anh xem rồi ký cô lúc trước từng dằn mặt linh nhưng hình như cô gái này không biết sợ ly nhìn từ trên xuống dưới linh mà nhăn mặt chả có chỗ nào kín cả đi làm việc mà cô nghĩ như linh đi biểu diễn thời trang kiệt biết có người vào ngước lên xem ai to gan vào phòng anh mà không gõ cửa lại thấy vợ của mình cô thấy anh nhìn mình nở nụ cười xinh đẹp rồi tự nhiên ngồi lên đùi anh kiệt nhếch môi cười rồi hôn lên gò má cô con đâu rồi em mới đến hỏi con em là gì của anh thế cô giả vờ giận dỗi quay mặt hứa khác kiệt bất ngờ hôn hít khắp mặt cô đúng là trẻ con cô thấy vậy mỉm cười ba mẹ bế con đi chơi rồi ở nhà em buồn quá nên em lên đây vậy à anh gật đầu rồi lại chăm chú văn kiện linh nãy giờ đầu như bốc khói đã không quyến rũ được Kiệt Lại còn ăn cẩu lương Mà chị đi biểu diễn thời trang à Đi thử một vòng tôi xem với Lý hất mặt nó với Linh Tôi... Chị đi làm ăn mặc đàng hoàng một chút chứ Người khác không hiểu Lại nói hàn thị tuyển nhân viên lẳng lơ Cô... Cô nghĩ mình là ai mà nói với tôi như thế Tôi ăn mặc thế nào đến lượt cô nói à Kiệt ngước mắt nhìn Linh Cô ta to gan ăn nói như vậy với bảo bối của anh à Tôi là phu nhân tổng giám đốc Tôi cho chị xem quyền lực của tôi nhé Lý không chịu thua lấy điện thoại của Kiệt gọi cho giám đốc nhân sự Kiệt nhìn vợ mình xù lông mà nhách môi cười Để anh xem hôm nay cô thế nào 5 phút sau giám đốc nhân sự gõ cửa đi vào Giám đốc Trần cúi đầu ra dạ, tổng giám đốc Dạ phu nhân Đuổi việc cô ta đi Sau này nếu ai ăn mặc như thế này đi làm ấy, Lập tức đuổi việc cho tôi Lý nghiêm mặt nói Lý nghiến răng nghiến lợi Cô Còn nữa cho cô ta 5 tháng lương Tiền của Hàn Gia không thiếu Dạ dạ vâng ạ Giám đốc Trần cũng không dám làm trái Cô dám à? Tổng giám đốc anh xem Cô ta dám đuổi việc tôi Linh nũng nịu nó với anh Cô ấy giết cô còn được đấy Huống chi đuổi việc Kiệt gọi cho vệ sĩ của mình Đã bị điên thì ở ngoài đi lung tung chật đường phố lắm Buổi tối Kiệt từ bên thư phòng đi về Dạo này công việc của anh khá bận rộn Anh vừa mở cửa phòng mà giật mình Hôm nay quan mặc sexy như thế Anh muốn nhìn thôi Thế mà thực sự chỉ muốn phất cờ khởi nghĩa cô mặc nguyên cái đầm hai dây màu đỏ đầm rất sexy anh nuốt nước bọt rồi leo lên giường nằm quay với cô nhịn 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 phải nhịn càng lâu càng tốt kiệt bị ám ảnh lúc cô nằm trên giường sinh con anh thấy cô đau đớn mà không nỡ anh sợ ảnh hưởng sức khỏe của cô ly thì anh như vậy mà mếu máu, cô làm tới thế mà anh không đếm xỉa ư hay là anh có vấn đề gì rồi hay anh chê cô sinh nở nên không đụng chạm nhỉ kiệt nghe thì cô thút thít ngồi dậy xem sao Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Anh, anh chê em đúng không? Kiệt bây giờ mặt đỏ chạch do phải kìm chế. Anh chịu hết nổi khi mà thực sự mọi thứ nó đập vào mắt anh. Anh cùi xuống điên cuồng hôn cô. Rồi sau đó là một đêm rất nồng nàn. Năm năm sau, hôm nay Kiệt và Hiên hẹn nhau đưa hai đứa bé đi chơi công viên. Hai cậu cứ như là bản sao của ba vậy. Ly và Vân tiểu phía sau nói xấu chồng mình các thứ này, con bứt tóc ba bao nhiêu, ba đánh con bấy nhiêu đấy nhá. Hiền nói nhỏ khi thằng bé con mình ngồi trên cổ mình bứt tóc. Anh đi làm cực khổ nuôi cậu, thế mà cậu bé không xem anh ra gì. Hiền chu chu môi vô tội, con đâu có. Kiệt nhìn Hiền mà thở dài. Hai anh ăn ở cũng có đức, sao sinh ra hai đứa nó thích chống đối mình như vậy. Buổi tối thì đòi ngủ chung, sáng thức dậy kiếm chuyện để anh bị ly mắng chửi. Giết rồi anh cảm thấy tủi thân chứ Hôm nay mà đi chơi, tôi không được ngủ chung đâu đấy. Anh vỗ mông cậu ấm trên cổ mình. Không đâu, có sợ ma lắm. Con trai mà sợ ma, có làm ba nhục chết đi được ấy. Ba có mắng con, có mách mà nội. Kiệt bỏ mặc vĩ xuống đất. Đi đi, con đi mách mà nội đi. Này, Đinh à, con mức tóc ba bao nhiêu rồi hả? Hiền lớn giọng vì đau. Tóc anh đẹp như thế suốt ngày bị cậu bé nắm rồi kéo. Đúng là xui muốn chết. Ly và Vân đi phía sau nhìn thấy chạy nhanh lại Hai người này định đánh con ngoài đường sao Anh làm cái gì thế Thôi đi về đi không chơi cái gì nữa Mẹ ơi ba mắng con Tiểu vĩ chu môi nếp vào người Ly Vân bên này trừng mắt với Hiền Hai bà con cứ như người ngoài suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau Hiền sợ tối nay Vân không cho mình gần gũi mà bế thằng bé Thôi thì kệ phải nhịn chút thôi chứ biết sao Kiệt nhìn Hiền Sao bạn anh yếu đuối thế nhỉ Không trợ trời không sợ đất mà lại sợ vợ Kiệt bật cười thỏa mãn Ly đưa tay đánh vào mặt anh Cô chưa tính sổ với anh đã mắng tiểu vi đâu Anh bế con không được mắng con nữa chưa Ờ anh biết rồi Kiệt nhận lấy tiểu vĩ từ tay cô Đây là ngoài đường Mà cô không cho anh chút mặt mũi nào vậy Kiệt và Hiền bế con của mình Đưa đi chơi xe đua Hai anh thấy mình cứ như quay về tuổi thơ vậy Ly và Vân kiếm bóng mát ngồi nói chuyện Cả hai rất muốn sinh thêm con Nhưng mà hai anh thì lại không muốn Ly thở dài Em nói nhiều lần rồi nhưng mà anh ấy không chịu. Chị cũng thế đấy. Nhưng mà chị có. Cách gì ạ? À? Ly thấy vậy hỏi. Cô muốn có một tiểu công chúa mặc đầm giống cô lắm. Vân bật cười nói nhỏ tay Ly. Cô nghe xong thì mỉm cười. Chị giỏi thật đấy. Coi chừng bây giờ đã mang thai rồi ý. Vân xoa xoa cái bụng của mình đăng ý. Ly nhỏ hơn Vân một tuổi cho nên gọi Vân là chị. Cả hai bây giờ rất thân với nhau. Chị Vân này, em thấy dạo này hai người bọn họ có gì mờ ám lắm cứ mặc kệ bọn họ đi bọn họ đâu có tiền mà làm việc lớn vân bật cười cô bây giờ mỗi khi sáng đều cho yên một số tiền đủ để anh sống một ngày nếu dư cô lấy lại hôm nào cô đi theo anh lên tập đoàn hôm đó trong người anh chẳng có nổi một đồng cả ly cũng thế cô tịch thu hết thẻ của kiệt anh bây giờ chỉ còn thân xác là của anh tất cả còn lại là của ly hết ly bây giờ đã giúp kiệt một số việc ở tập đoàn cô làm thư đặc biệt cho anh vui thì làm có không vui thì đi ngủ khi nào ly có buổi biểu diễn dương cầm thì kiệt đều đưa cô đi anh sợ người khác lại lăm lai vợ mình buổi tối trên giường kiệt và ly quấn quýt với nhau anh tranh thủ trước khi bị thằng bé phá đám ba mẹ ơi mở cửa cho con con không ngủ được con sợ ma lắm tiểu vĩ đứng trước cửa đập cửa thực ra cậu không sợ ma chỉ là muốn ôm mẹ ngủ thôi người mẹ thơm thơm ngửi xong là buồn ngủ liền ba mẹ Kiệt tức tối mặt mày đỏ chạch Có ai như anh không Mỗi lần muốn gần gũi với vợ Y như kiểu đi ăn trộm Phải đợi tiểu vĩ ngủ say rồi đi qua phòng khác Cũng là vì lý do đó Cho nên Kiệt chẳng muốn sinh thêm con Anh à con kìa Thực nghẹn chết anh mà Ông xã đợi con ngủ rồi mình qua phòng khác được không Kiệt bỏ ly ra Rồi đi vào phòng tắm tắm nước lạnh Một tuần thì anh bị tiểu vĩ phá 7 lần Không ngày nào là được yên Lì lấy áo choàng mặc vào rồi đi ra mở cửa Vừa mở cửa ra Tiểu Vi ôm lấy cô Mẹ ơi ôm con ôm con Cô bật cười bế cậu bé lại giường Nặng không hả à, mẹ Nặng lắm con của mẹ đúng là lớn rồi Lì hôn và cặp má bánh bao của cậu Cậu và Kiệt là tất cả của cô Cô sẽ làm tất cả để giữ gìn hạnh phúc này Kiệt đi ra Thấy hai mẹ con nằm trên giường nói chuyện rất vui Con lại chạy qua đây Con không biết sợ ba đấy à Con có thấy đình không người ta không còn ngủ với ba mẹ như con nữa đâu đúng là mất mặt thật kiệt nói xong leo lên giường véo véo má của vĩ lì nhớ lại lời của vân nói lúc trưa này mắt cô sáng rỡ lên vĩ này mẹ hỏi con cậu thích cái em gái không em gái á em gái có giống như mẹ không ạ tiểu vĩ nói nhưng trèo lên bụng của kiệt ngồi cậu thích mỗi tối được ngồi như thế này lắm đẹp còn đẹp và đáng yêu hơn mẹ thế con thích à mẹ tìm em gái về đi mẹ Ừm, chỉ có ba bây giờ mới tìm được thôi." Kiệt nhíu mày nhìn Ly, "Anh đâu muốn sinh thêm đâu, anh không có đi tìm gì hết. Ba ơi ba tìm em gái đi." Đình nói rằng cậu ấy sắp của em gái, Con không thua cậu ấy được đâu." Trưa này Đình khoe với Tiểu Vĩ mình sắp có em, còn nói khi nào mà tìm được em gái thì cho cậu chơi cùng. Kiệt nhăn mặt, "Cái gì hơn không hơn, tự nhiên muốn hơn về dân số gia đình." "Không không không, ba không biết tìm đâu." Vậy ba dở hơn bác Hiên ư Vĩ chu môi nói Thấy vậy Ly phụt cười Kiệt bị chính con mình khi dễ rồi đây Kiệt mặt đen xì nhìn Ly Anh như vậy mà lại thua Hiên về chuyện đó ư Thôi được, có muốn em gái à Vậy một lần tôi con trai Kiệt nói nhưng ánh mắt thì nhìn Ly Hôm nay nhất định hành cô Đến khi cô năn nỉ buông tha thì thôi Muốn mang thai à Anh cho cô mang thai đến mệt nghỉ Cô dùng mình với ánh mắt nóng hổi của anh Cô cảm thấy phần trăm đi lại của ngày mai thật ít Vậy là đêm đó Hai người hì hụt sinh con Anh hành cô đến ngất lên ngất xuống mới buông ta Và quả đúng 9 tháng 10 ngày sau Cô hạ sinh cô công chúa nhỏ Được kia đặt tên Hàn Thạc Hân Và các bạn thân mến Bộ truyện ngắn của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Các bạn có cảm nhận như thế nào Chia sẻ dưới phần bình luận nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những bộ truyện hay khác